Con không phải tới tìm ngươi, kết quả vừa vào tinh cực tống các ngươi, thiếu chút nữa bị cửu tinh kiếm trận làm thịt. Đừng cằn nhằn nữa, nói đi, rốt cuộc là chuyện gì? Lạc vô danh, lần này lão tử ở thiên đạo chiến trường kiếm được món lớn. Ước chừng lấy được 80 viên linh tinh, vẫn là cực phẩm nha. Là cái này sao? Đi thôi, ngươi chỉ phản ứng thế thôi sao? Đáng lý nên đòi ta mời mấy viên mới đúng chứ. La Khải thần sắc chăm chú hỏi thăm, tông môn các ngươi mở hộ tông đại trận có phải cường địch xâm phạm phải không? Lại nói, là ai đem kiếm trận cải tiến đến trình độ khủng bố như thế? La vô danh lộ ra một bộ tài đại khí thu thần thái cười nói, không có, chỉ là gần đây linh tinh hơi nhiều cho nên muốn tiêu hao hàng tồn kho một chút. Uy lực của kiếm trận ngươi chắc là đã lĩnh giáo rồi, tuy rằng tiêu hao gấp 10 lần nhưng tông ta vẫn chơi được. Nghe vậy, La Khải bộ mặt cau có nói, ngươi giả bộ gì chứ? Vậy ngươi nói xem, trong tông môn các ngươi hiện tại có bao nhiêu linh tinh? Không phải chỉ là thăng cấp hộ tông tại trận sao? Cho ngươi đắc ý, xem ra tiểu tử này gần đây phát tài, mau thu linh tinh lại thôi. Không nhiều lắm, cũng chỉ có một ước thôi, hẳn là đủ sai mấy tháng. Xem bộ dáng của ngươi chắc là mới từ thiên đạo chiến trường trở về đi. Ngoại trừ linh tinh, ngươi còn có chuyện gì khác sao? Đây không phải là vì rất lâu không tìm người uống rượu à? Liền nghĩ muốn tới đây cùng ngươi uống một bữa sảng khoái. Có đại sự gì Lạc vô danh lão huynh cũng chưa từng gạt ta. Đây tuyệt đối là sự thật. Vài phút sau, Tinh Cực Tông, khu vực nội môn. Hạ, mùi gì vậy? Thơm quá. Tử Lôi cùng sư, ngươi nói cái gì? Luyện võ trường. Mẹ nó, thật đúng là khí tức này, Tử Lôi cùng sư tuyệt đối là vượt qua cửu đạo lôi kiếp, bất cứ lúc nào cũng có thể tùy thời phi thăng thượng giới, trở thành khủng bố đại yêu. Chờ một chút, mấy ngàn tên đệ tử kia đang làm gì vậy? Xem ra, hình như đang ăn thịt nướng, lấy huyết nhục khủng bố đại yêu nướng ăn. Là vô danh, người Tinh Cực Tông đều đã sung túc đến mức trình độ như vậy rồi sao? Sung túc cái dám ăn, tuyệt đối là Diệp Phong cái kia bại gia tử làm. Hả, cái gì thế? Cái thứ dao găm màu đen kia là gì vậy? Tông môn ngươi làm cho ta có chút xa lạ. Yêu thú càng lớn mạnh máu tinh luyện của yêu thú càng quý giá. Nếu để cho ngũ tổ lão biết được tên tiểu tử Diệp Phong kia lại bại ra thì phải gọi cho ngũ tổ lão biết mới được. Ngũ tổ lão, ngài nhanh đến đây đi. Diệp Phong tiểu tử kia lại bắt đầu bại ra rồi. Thi thể Tử Lôi cùng sư vượt qua chín đạo thiên kiếp, vậy mà bị hắn đem đi nướng cho mấy ngàn đệ tử ăn. Người mà không đến, một hồi liền bị bọn họ ăn hết đó. Lạc vô danh, ngươi vừa mới nói Diệp Phong kia là ai? Làm gì để ngũ tổ lão tới khuyên can? Ngươi trực tiếp đi lên khuyên can không được sao? Ngươi cho rằng ta không muốn à? Cái này Diệp Phong vẫn là đệ tử hạch tâm thứ 6 của tông ta. Kết quả hắn hôm qua đưa cho tông môn một ước linh tinh cùng với bản cường hóa cửu tinh kiếm trận, trực tiếp phá lệ của tông môn trở thành vinh dự trưởng lão, địa vị cùng năm lão tổ một dạng. Liền xem như ta đều phải cung kính hô Diệp trưởng lão. Ta làm sao đi khuyên can? Phía sau núi, hự. Lão Ngũ, có chuyện gì vậy? Ngăn Lão Ngũ lại, đại ca, ngươi nói yêu thú cửu phạt thiên kiếp thi thể đối với ta có trọng yếu hay không? Lão Ngũ, bình tĩnh, đừng có bốc đồng như vậy, đó còn cần phải nói, loại cấp bậc thi thể đại yêu kia, đối với ngươi mà nói, chỉ sợ so với đốn ngộ đan còn trọng yếu hơn đi. Hiện giờ bên trong trong môn chúng ta đang có một cái thi thể như vậy, mà lại còn bị nội môn ngoại môn mấy ngàn đệ tử, nướng ăn hết một nửa. Cái gì? Vậy ngươi còn chờ cái gì? Còn không nhanh đi ngăn cản bọn họ. Nhất định lại là Diệp Phong tiểu tử kia mang ra ngoài, hắn muốn phân phát cho mấy ngàn điện tử nướng ăn, coi như ta bây giờ đến đó thì như thế nào? Tốt thôi, dù sao chúng ta cũng lấy đi rất nhiều thứ tốt của Diệp Phong, vì vậy ta không thể lấy cơ thể của đại yêu đó phải không? Dù sao thì nó vẫn là của Diệp Phong. Đúng, mà lại cho dù là nướng ăn, dù sao cũng là cảnh giới như thế đại yêu, chỉ sợ mấy ngàn đệ tử nội môn ngoại môn đều được ích lợi vô cùng lớn. Đối với tông môn chúng ta cũng là một chuyện tốt, cũng là khổ sở Vân Sơn. Thôi, không bằng chúng ta cũng đi ăn một chút đi, loại cấp bậc này đại yêu thú, ta cũng chưa từng ăn thử. Vài phút sau, luyện võ đường. Thôi nào, thôi nào. Thôi nào. Bọn chúng lại đang làm gì nữa vậy? Ta thắng rồi. Nếu bước quá thật mạnh mẽ. Tổ lão, Diệp Phong, người đang ăn thịt nướng sao? Sao lại không gọi mấy lão già chúng ta tới ăn chứ? Sao có thể chứ? Nếu các tổ lão đã có hứng thú, vậy thì cùng nhau tới ăn đi. Lạc vô danh, không ngờ ngươi cũng có lúc ở trong tông môn bị người ta bơ như vậy. Ngươi im đi. Một giờ sau, Diệp Phong à, vậy ta đem khung xương này mang đi đây, làm phiền ngũ tổ lão rồi. Diệp trưởng lão, đây là vị bằng hữu của ta, La Khải, một tên độ kiếp cảnh tứ trọng thể tu. Diệp trưởng lão, cũng đúng, đại lão tổ ra lệnh cho sư công khi gặp ta phải gọi ta là Diệp trưởng lão. Vạn bối Diệp Phong, bài kiến La tiền bối. Diệp trưởng lão, hai từ tiền bối ta không dám nhận, không dám nhận, ngài là bằng hữu của sư công ta, đương nhiên cũng là tiền bối của vãn bối. Hạ, Lạc vô danh gọi ngươi là trưởng lão, ngươi lại gọi hắn là sư công. Diệp Phong là thân truyền đại đệ tử của nữ nhi, ta cho nên ta cũng là sư công của hắn. Tóm lại không dễ giải thích. Tinh, chúc mừng thí chủ thành công tiêu hao sản phẩm bại gia hôm nay. Khen thưởng 1.000 điểm bại gia, khen thưởng tinh huyết yêu thú, vượt qua chín đạo thiên đạo lôi kiếp đỉnh phong, tử lôi cùng yêu, nhân 200.
Hệ thống, trải qua cửu đạo thiên đạo lôi kiếp là khái niệm gì? Tại sao tên lại dài như vậy? Tinh, ở huyện Thiên Đại Lục, mặc kệ tu sĩ hay yêu thú, thực lực đạt tới độ kiếp cảnh cửu trọng đỉnh phong, muốn phi tăng thượng giới, liền kháng trụ chín đạo thiên đạo lôi kiếp. Thiên đạo lôi kiếp không giống với độ kiếp cảnh, cần phải đối mặt phổ thông độ lôi kiếp. Ồ, thì ra đây là một cái phân chia thực lực. Sau khi vượt qua độ kiếp cảnh cửu trọng đỉnh phong, Diệp Phong hiền chất, hôm nay nhờ ngươi mà ta được ăn thứ chân quý như vậy. Nhưng ta vẫn phải nói, thứ này quả thật có hơi lãng phí. Tính huyết yêu thú, La tiền bối, thứ ngài nói là đồ chơi này sao? Hả, khí tức này, không sai, đây tuyệt đối là tính huyết yêu thú được tinh luyện từ Tử Lôi Cung Sư. Cái đồ chơi này hiện tại ngược lại có một ít, nhưng không thể đều cho các ngươi, ta phải cho cầu tử nhà ta. Cầu tử, là biệt danh của bằng hữu ngươi sao? La Khải, cầu tử không phải là người, nó chỉ là một con chó hoang bình thường mà thôi. Một người đắc đạo, gà chó cũng thăng thiên. Nhưng mà nó đã nuốt hơn năm 2000 viên cửu vân tam phẩm thanh huyền đan, đã tiến hóa tới hướng yêu thú. Cái gì? Một con chó? Là một con chó? Diệp Phong, ngươi đang đùa ta sao? Chỉ đùa thôi, phải không? Không có việc gì ta về trước đây. Đợi, La Khải, ngươi đi với ta, ta cho ngươi một cơ duyên. Tại sao ngươi lại đi rồi? Trả lời câu hỏi của ta đã. Cơ duyên mà ngươi nói là gì? Có thể cho ta vào môn phái không? Động phủ Lạc Vô Danh, cái này là gì thế? Không phải là thuốc độc đi? Nếu không phải mối quan hệ của chúng ta tốt, ta còn lâu mới đưa cho ngươi cái này. Chưa từng thấy qua sao? Đây là đốn ngộ đan, có thể trực tiếp đưa ngươi vào đốn ngộ chi cảnh. Mẹ kiếp, có thật hay không? Ngươi chắc chắn sẽ phải cảm ơn ta. 20 phút sau, Lão Lạc, viên đốn ngộ đan này là của tiểu tử Diệp Phong kia. Ngoài 70 viên hắn cống hiến cho tông môn ra, hắn còn có 20 viên cũng chuẩn bị đem về cho cầu tử ăn. Đúng rồi, Hạ Thiên Vũ tên kia chắc là người cũng biết. Hắn ta nói khi làm việc cho Diệp Phong, liền đem một gốc cửu Diệp hồi hồn thảo xem như phần thưởng. Mặc kệ nhà đầu giá của hắn trực tiếp chạy đến tông môn của nữ nhi ta làm trưởng lão. Còn có Bạch Thiên Hồng, tên kia cũng triệt để ở lại tông môn của nữ nhi ta. Hả, ngươi đi đâu thế? Chúng ta còn chưa uống. Uống cái rắm, ta biết lý do ngươi tức giận. Ta là một cái người cô độc, không có bạn bè và gia đình, ngoại trừ ngươi, xin lỗi, đã chọc vào nỗi đau của ngươi. Cho nên, mới sớm không nói cho ta biết con gái ngươi sáng lập tông môn. Loại đại sự này nếu không sớm nói cho ta biết, ta cái này đi đến chỗ tông môn của con gái ngươi làm trưởng lão đi, cũng là thời điểm có cái nhà. Ngươi, cái đồ vô sỉ này, quay lại cho ta. Hừ, ban đầu là ai nói đời này không thèm vào bất kỳ một thế lực nào? Là ai nói không thích khuôn sáo? Một người tự do tự tại dễ chịu, con mẹ nó, còn muốn có cái nhà. Ta nhìn ngươi là để mắt tới Diệp Phong trong tay những tinh huyết kia thì đúng hơn. Nhưng ta không thể không thừa nhận, nếu như ta không phải sư công của Diệp Phong thì ta cũng muốn đi làm trưởng lão. Xin nợ quên mất, thứ tốt như tinh huyết đại yêu làm sao có thể chỉ nói cho hắn. Ta cũng phải nhanh chóng đi thông báo cho ngũ lão tổ, lạc viện của Diệp Phong. Có kiệt tác của núi rừng thỏa mãn nỗi ngông cùng tuổi trẻ, biển xanh với ánh vàng làm dịu tràn ly, có núi tuyết kiêu kỳ cô độc. Tiểu sư đệ, ta biết đệ bại gia, nhưng cũng không thể bại gia đến trình độ phát rồ như thế chứ. Đại sư huynh, người bình tĩnh, mọi thứ đừng vội vàng, người đem cửa phòng của ta đều đụng hỏng rồi. Ta vừa mới tới tàng kinh các tìm được tin tức của Tử Lôi Cùng Sư. Trong tộc, Tử Lôi Cùng Sư có nhiều yêu thú cực kỳ cường đại, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, cơ bản đều có thể thuận lợi đột phá đến độ kiếp cảnh trở thành đại yêu khủng bố. Hơn nữa thân thể cũng sẽ theo thực lực không ngừng biến lớn. Tử Lôi Cùng Sư có thể lớn đến cỡ núi nhỏ như vậy, thì chứng tỏ đây là chính là đại yêu đạt tới độ kiếp cảnh. Ừ, ta biết, có thể đến tàng kinh các mượn sách sao? Bỏ đi, không giải thích được với loại bại gia thần hào như đệ. Sư huynh, sách của huynh. Tông chủ bảo chúng ta cùng theo tiểu sư đệ tới Tinh Hồn Tông do thánh nữ sáng lập. Xem ra ta phải cố gắng thích ứng với phương thức phá sản ngang tàn của tiểu sư đệ rồi. Phá cửa phòng ta rồi bỏ đi, nói một đống lời kỳ lạ cổ quái. Là cô y tới phá cửa phòng ta sao? Vài phút sau, cánh cửa đáng thương, lần này có thể ngủ ngon rồi. Dâm, á, Diệp Phong, ngươi ngủ chưa? Sinh không thể luyến. Mũ tổ lão, đừng nói gì hết, ta biết rồi, 10 giọt tinh huyết đại yêu này xem như đệ tử hiếu kính người. Ta thật sự chỉ muốn ngủ thôi, ai nha, thật ngại quá, sư công chắc chắn lại bán đứng ta rồi. Diệp trưởng lão, vậy ngươi cứ nghỉ ngơi đi, nếu cần gì thì cứ tùy thời tìm ta. Cửa này, bỏ đi, ta vẫn là đổi cái viện lạc khác vậy. Hôm sau, sáng sớm, đổi sân thì tốt, nhưng hôm nay lấy gì bại ra đây? Sản phẩm bại gia hôm nay, tính thần hương S100. Tính thần hương, từ vạn năm minh thần huyền thụ chế tác mà thành. Tản ra hương khí có an lòng thần định hiệu quả. Dưới trạng thái tu hành có thể nhận được gấp đôi kết quả với một nửa nỗ lực. Ô, thật thú vị, lại có loại vật này. Không biết đem cái này đi đốt, liệu có thể làm cho ta ngủ thoải mái hơn không? Ngoài sân, căn cứ theo mấy ngày nay ta quan sát, Diệp Phong tiểu tử này mỗi sáng sớm đều xuất ra mấy món đồ tốt để tiêu xài. Lúc đầu tại Tinh Hồn Tông, hắn vừa sáng sớm thì dùng 10000 cái hoàng tuyền kiếm ý để nuôi cầu tử. Về sau trên đường trở về tông, vừa sáng sớm hắn liền đem thượng phẩm linh thạch đem đi ném. Hôm sau hắn lại đem một cái thi thể Tử Lôi Cùng Sư đại yêu đem đi nướng ăn.
Cho nên ta hoài nghi cái này bại gia tử mỗi sáng sớm đều không bại gia ngày nào thì ngày đó tâm tình cũng sẽ không tốt. Gật đầu, có lý, hử, hương gì vậy? Ngoạ tao, tịnh thần hương, mà tuyệt đối không phải là tịnh thần hương bình thường. 33, dâm. Của nhiên là tịnh thần hương, sư công, năm đại tổ lão, các người đây là Diệp Phong, hương này của ngươi làm bằng linh mộc gì chế tạo, là vạn nam minh thần huyền thụ. Vạn nam minh thần huyền thụ, không tệ, quả thực không tồi, chỉ là không tệ sao? Xem ra vạn lâm minh thần huyền thuốc cũng không tính là đồ chơi gì, còn không bằng thứ trước đem cho họ, lần này còn bị xem thường. Đồ chơi, mẹ nó coi cái này là đồ chơi, cái tên bại gia này, thứ đồ chơi này dùng từng cái vẫn là quá chậm, của nhiên dùng chậu than vẫn là nhanh hơn một chút. Đây rõ ràng là 100 cây đấy đại lão tổ. Đúng vậy, 100 cây, ta cảm thấy tim mình đang dị máu. Đúng vậy, một lần chơi hẳn 100 cây y hệt nhau. Bạn gia tử, đốt liền một mạch 100 cây tĩnh thần hương chỉ để đi ngủ. Ngươi đây là muốn ta tức chết sao? Ta không chịu nổi nữa. Diệp Phong ngươi nghỉ ngơi sao? Vậy chúng ta không làm phiền nữa. Bên ngoài sân, Diệp Phong ngươi, ha ha, mắng ra thoải mái hơn nhiều rồi. Đừng nói là minh thần huyền thụ vạn năm. Tại thiên đạo chiến trường ngay cả vượt qua trăm ngàn năm ta cũng chưa từng thấy qua. Hơn nữa, ta nghi ngờ những tinh thần hương kia là được chế tạo từ thân cây. Vậy thì không chỉ đơn giản là vạn năm như vậy. Bỏ đi, dù sao cũng là đồ của Diệp Phong. Mắt không thấy tâm không phiền, về sau ta tuyệt đối sẽ không tới đây nữa. Thật không biết tiểu tử kia lấy đâu ra nhiều bảo bối làm cho chúng ta nóng mắt như vậy. Thật hâm mộ mà. Đi thôi, tông môn có Diệp Phong cũng là việc vui. Nhưng cái thói quen bại gia này của hắn, ngũ đại tổ lão, nếu như không thay đổi được vậy thì không bằng nhắm mắt lại hào hào hưởng thụ đi. Ừ, có đạo lý, ý kiến hay. Một giờ sau, tiếp, hương cuối cùng cũng đốt xong. Chúc mừng túc chủ tiêu hao sạch vật phẩm bại gia hôm nay. Ban thưởng tĩnh thần hương được chế tạo từ minh thần huyền thụ vạn năm. Nhân 200, hương hỏa tràn đầy. Cái gì? Hệ thống ngươi đang lừa ta đúng không? Lại cho ta thêm 200 cây. Hệ thống, ngươi thật là chó. Ngay cả đại tổ lão và những người khác đều không thích cái thứ chết tiệt này. Vậy tại sao ngươi lại đưa nó cho ta? Được rồi, ta phải vứt cái thứ này đi. Nếu không nó sẽ ảnh hưởng đến địa vị thần hào của ta. Đại tổ lão, các người đang làm gì ở đây vậy? Một học viên không quan tâm đến cơ hội và trạng thái tu luyện cao nhất là làm bất cứ điều gì mình muốn. Lão tổ giải thích rất tốt. Ồ thì ra là vậy, dù sao cũng là ném. Hay là để lão tổ bọn họ giúp ta xử lý đi. Đây là tình huống gì thế? Chừa vị, ta làm sao luôn có cảm giác như đang biến thành ăn mày vậy? Còn nữa, hắn không nói lời nào liền ném 200 cây tĩnh thần hương. Như vậy là có ý gì? Chờ một chút, đại tổ lão, còn nhớ trước đó người bởi vì nói tinh thần hương là một thứ không tệ. Biểu cảm của hắn liền thay đổi. Hả, thực sự, có thể là, có lẽ bởi vì người đánh giá không đủ cao. Diệp Phong nghe xong liền mắng một câu thứ đồ hư. Vậy là hắn liền đem cái tĩnh thần hương thật coi là đồ hư, nên trực tiếp ném cho chúng ta tùy ý xử lý. Có thật là vậy không? Ta đi hỏi thử xem. Diệp Phong, những thứ này tĩnh thần hương, ta giúp ngươi xử lý sạch. Đại tổ lão, làm phiền người, ngài mau ném những thứ đồ hư này đi. Những thứ này của thực đúng là làm mất mặt ta bại gia thần hào. Mọi người, đi mau, động phủ phía sau núi. Nhị đệ, ngươi lấy 20 que này trước. Đây là của tam đệ, đây là của tứ đệ. Vậy còn ta thì sao? Ánh mắt mong chờ. Lạc vô danh, ngươi nhìn cái gì vậy? Không có phần của ngươi. Rõ ràng mọi người cùng nhau ăn xin ở đó. Tại sao mỗi ta là không có phần? Cho ta mời cái cũng được mà. Đại ca, sao chúng ta không đi ăn mày? Đại ca, sáng nào chúng ta cũng đến chỗ Diệp Phong đi. Mặc kệ hắn hỏi gì, chúng ta cũng sẽ không trả lời. Mặc dù ăn xin nghe vô cùng khó chịu, nhưng nếu có thể đạt được những loại bảo bối này, như vậy mỗi ngày ta thả là một tên ăn mày. Của thực ăn xin có thể kiếm bộ tiền. Già rồi mà vẫn thích đùa, nói là ăn xin, trên thực tế là lo lắng Diệp Phong sẽ lấy những thứ đồ tốt kia đem đi bại gia một lần nữa. Lục vô danh, ngày mai Diệp Phong sẽ đi thiên đạo chiến trường, cho nên nhất định phải đảm bảo Diệp Phong an toàn. Vâng, nhân điện, cũng không cần phải đi theo tông môn, người đơn độc băng hẳn đến tháp dịch chuyển thiên đạo chiến trường. Sân nhà Diệp Phong, ta đã ngủ cả ngày và cảm thấy thật tuyệt, nói lời tạm biệt với bản thân của ngày hôm qua. Nhìn xem hôm nay sản phẩm bại gia là cái gì? Bại gia sản phẩm, nhị phẩm cửu giai tù thổ lao phù lục nhân 10.000. Tù thổ lao phù lục có thể ngưng tụ một đạo tổ lao đem địch nhân vây nhốt trong đó. Thú vị, tuy nhiên không phải là phù lục công kích, nhưng cũng không sao, không chừng đến thiên đạo chiến trường có thể mang đến cho ta chút niềm vui. Tiểu tử Diệp Phong hôm nay rời đi, cũng không biết có được thêm chút lợi ích gì hay không. Hôm nay ta lặng lẽ rời đi, cũng không nói cho những người khác. Loại chuyện ăn xin mất mặt như này, cứ để đại ca như ta tiếp nhận thay cho là được. Lão nhị thế này cũng quá mức rồi, ta đến ăn xin, tại sao ta lại quên cái bát chứ? Dù sao sẽ mặt xuống ăn xin còn kém một cái bát. Đại ca, thế này đi, hôm nay nếu có thể lấy được một ít đồ, hay chúng ta mặc kệ người nào đạt được, đều chia cho nhau một nửa. Ha ha, được, được lắm, mãi là anh em. Hạ, là ai ở đó? Tam đệ. Đại ca, nhị ca, không ngoại cho tam đệ tam gia náo nhiệt đi. Đây là cái quái gì vậy? Tam quan tàn vỡ.
Ồ, các vị cũng ở đây sao? Huyền thượng, đề xuất hôm nay, áo choàng linh mục cổ điển, trang điểm hoàng dã, bỏ truyền thống để được tái sinh, trở thành phiên bản tốt hơn của chính mình. Hãy để cả thế giới cổ vũ cho bạn. Không ngờ các vị lại đến. Còn chỗ không? Còn những người khác thì sao? Không phải lão ngũ đến từ sớm hay sao? Lão ngũ, chỉ là ăn mày thôi mà, đâu cần phải như vậy. Cùng lúc này, Diệp Phong ngủ cả ngày rồi, ta phải để hắn dậy sớm một chút. Ô, người cũng tới, có cần ta đưa cho người một cái bát không? Chạy trước, không thấy, ta không nhìn thấy gì cả. Điên rồi, năm đại tổ lão triệt để điên rồi. 10 phút sau, làm cái gì vậy? Năm đại tổ lão đang làm gì vậy? Chấn kinh, các người đây là đang trải nghiệm nhân sinh sao? Ma luyện tâm cảnh, có điều, ma luyện tâm cảnh vì cái gì đều chạy đến chỗ ta? Chẳng lẽ muốn ta bình chọn ra người hợp cách? Tử lôi tinh huyết nhân 10. Năm đại tổ lão ma luyện tâm cảnh, ta không chỉ phối hợp với bọn họ diễn xuất, còn phải móc tiền túi để bọn họ cảm nhận được chân thực cái cảm giác. Giống ta tốt như vậy đệ tử, đi đâu mà tìm đây? Ha ha, xong rồi, phương pháp này có hiệu quả. Đi đâu thế bạn ơi? Lão ngũ, mọi người đều khó khăn, cần phải được chia sẻ, ngươi sẽ không ăn mảnh một mình đâu đúng không? Đại điện tông môn, sư công, đợi lâu rồi, Diệp Phong, lúc ngươi ra ngoài có nhìn thấy các lão tổ không? Có thấy, bọn họ không hổ là cường giả, mà luyện tâm cảnh tiến hành khổ tu, trải qua thí luyện như ăn mày. Tuy rằng bọn họ cái gì cũng không nói, nhưng ta đều hiểu, nên ta cho ngũ lão tổ thảm nhất 10 giọt. Tính huyết đại yêu, mà luyện tâm cảnh, giả bộ ăn mày cái mẹ gì, bọn họ chính là đang ăn xin. Giờ trong tay ngươi có quá nhiều bảo bối, lần này bọn họ thành công, lần sau bọn họ sẽ càng không biết xấu hổ. Bỏ đi, chuyện này ta cũng không quản được, về sau thích phát triển thành thế nào thì thế đó đi. Sư công, tông môn đệ tử đều chuẩn bị xong chưa? Chúng ta khi nào thì đến truyền tống tháp của thiên đạo chiến trường? Đại lão tổ phân phó, chỉ có hai chúng ta thôi, hiện tại chúng ta liền xuất phát đi. Tiểu tử này tuy rằng mới tới vài ngày, nhưng hắn vừa đi, ta còn có chút không quen. Lần này hắn rời đi, chắc hẳn sẽ không trở về Tinh Cực Tông nữa. Tông môn có hộ tông đại trận trấn giữ không bằng chúng ta cũng tới Tinh Hồn Tông đi. Mấy lão già các người còn chút mặt mũi nào không? Ăn xin còn thôi đi, con muốn đuổi tới Tinh Hồn Tông. Nhìn lão ngũ xem, người ta thiết thực thế nào? Đại ca ta cũng phải đi đây. Tông môn giao lại cho huynh, đại ân chỉ bằng lời cảm tạ thì không hết được. Chúng ta hẹn gặp lại ở Tinh Hồn Tông. Đều ở lại bổn tông cho ta, ai cũng đừng nghĩ tới Tinh Hồn Tông. Lời ta đã nói rồi, nếu các người không nghe, tự gánh lấy hậu quả. Hình như chọc giận đại ca rồi. Sư công, ta luôn cảm thấy thật yên tĩnh, trên đường không có bóng dáng yêu thú cùng tu sĩ, so với lúc ở Tinh Hồn Tông hoàn toàn không giống nhau. Có thể là tu sĩ lịch luyện gần đây bị giết sạch rồi. Dù sao yêu thú ở thiên đạo chiến trường so với yêu thú bình thường còn mạnh hơn gấp 3 lần. Yêu thú ở thiên đạo chiến trường có thể giết chết 3 con yêu thú bình thường cùng giai cùng loại. Đối với tu sĩ mà nói cũng như vậy. Về phần vẫn không gặp được tu sĩ cũng không phải là không có khả năng. Dù sao thì huyền thiên đại lục cũng rất lớn. Ồ, vậy sao? Thế thì các người gặp được ta thật đúng là duyên phận rồi. Không biết hai vị có thể làm cho ta vui vẻ một phen được hay không? Không tốt, à ta là đại yêu. Diệp Phong, ta sẽ ngăn cản à ta một lúc. Người mau nhân cơ hội chạy trốn. Đừng đi mà. Gấp cái gì? Ở lại tiếp ta đi. Lần này trốn không thoát rồi. Của nhiên là độ kiếp cảnh cửu trọng. Được rồi, chúng ta làm một cái giao dịch thú vị thế nào? Chỉ cần các ngươi có thể lấy ra thứ khiến ta động tâm, ta sẽ thả các ngươi bình yên rời đi. Hừ, lời nói của yêu tộc tuyệt đối không thể tin. Đây là Diệp Phong, ngươi có phải điên rồi không? Đây chỉ là thủ đoạn của đại yêu để đùa dưỡng chúng ta mà thôi. Hiện tại ngươi móc ra bảo vật như thế, à ta càng không có khả năng tha cho ngươi. Sư công, nếu à ta lừa chúng ta thì càng tốt, đến lúc đó ta sẽ tự tay giết à? Chẳng lẽ ngươi còn át chủ bài? Đây là cái gì? Tinh huyết đại yêu từng trải qua cửu đạo thiên đạo lôi kiếp, ta mới trải qua hai đạo thiên đạo lôi kiếp mà thôi. Đối phương chẳng qua là hai tên rác rưởi. Tại sao một tên khí động cảnh cửu trọng đỉnh phong lại có tinh huyết đại yêu? Đây là tình huống gì? Các người đi đi, thân phận của hai tên này có thể rất nguy hiểm. Cực không nổi. Đi, mặc kệ lời à ta nói là thật hay giả, chúng ta đi trước rồi nói sau. Đi, đi cái gì chứ? Vất vả lắm mới gặp được một con yêu thú. Chưa biết phong thái đại yêu thì làm sao có thể đi được. Ngươi xem, chỗ này của ta còn 50 giọt tinh huyết đại yêu. Chỉ cần ngươi giết ta, những thứ này là của ngươi, tạo nghiệp mà. Nếu ta gặp nguy hiểm, đội hộ vệ của ta sẽ xuất hiện với hình tượng hoa lệ gì đây? Chỉ cần giết ta, tinh huyết đại yêu này đều là của ngươi. Thiếu niên kia nhất định không phải người bình thường. Gần đây nhất định có đại năng khủng bố bảo kê hắn. Chỉ cần ta dám động thủ, nhất định sẽ chết không có chỗ chôn. Bọ ngựa thật lớn. Sư công, người biết yêu thú kia không? Nhìn qua thật ngầu, phệ huyết bọ ngựa chỉ cần không ngừng thôn phệ tinh huyết là có thể trở nên mạnh mẽ. Là một loại yêu thú cường đại cực kỳ khó chơi. Ta vậy mà lại khẩn trương đến hiện cả nguyên hình.
Chạy trốn đến đây chắc là được rồi. Lại nói có phải ta quá cẩn thận rồi không? Vạn nhất nếu đối phương ngẫu nhiên có được thì sao? Lại đã yêu cấp bậc này, cũng không phải bọn hắn có thể đối phó. Bỏ đi, lần này bất kể nói thế nào cũng không thiệt thòi. Dương Cẩm Phàm, Kiết Tứ Phương, Thoái Ý Tiêu Diêu, Thảo Yêu Đại Công, Chính Tại Kim Chiêu, Tráng Sĩ Đương Sướng Đại Phong Ca, Tiêu Tiểu Chi Đồ Đăng Kỳ Hà. Phi hành cấp tốc, sắp đuổi kịp rồi, nhưng ta duy trì không được bao lâu nữa. Diệp Phong, cho ta thêm chút linh thạch. Sư công cố lên. Cố lên, sao còn đuổi theo chứ? Đừng chạy, tới đại chiến một trận đi. Ta thua mặc ngươi xử trí, ngươi thua thì làm chiến sủng cho ta. Ai muốn đánh với ngươi chứ? Tinh huyết đại yêu trả cho ngươi. Buông tha cho ta đi. Diệp Phong, ta sắp không đuổi kịp rồi. Hay là bỏ đi? Không kịp rồi. Sư công, mau đưa ta về phía trước. Được rồi, Diệp Phong, ngươi cẩn thận một chút. Cô chơ, ngươi cút ra. Chuyện gì vậy? Nơi này thật đúng là ồn ào, thật là ồn ào mà. Thưa ngài, thứ lỗi cho tôi vì đã đến muộn để cứu ngài. Không có vấn đề gì, không có vấn đề gì. Người đến rất đúng lúc. Thưa ngài, tôi đã dọn đường cho ngài đứng vững. Ngươi chính là thành viên của đội cận vệ bại gia phải không? Nhưng sao chỉ có mình ngươi? Ngô chủ, căn cứ vào nguy cơ trước mắt, một mình ta đủ để giải quyết. Thành viên bại gia hộ vệ có hàng ngàn hàng vạn, sẽ căn cứ vào mức độ nguy hiểm của ngài, quyết định số lượng thành viên đến đây. Ngô chủ, có cần ta xóa sổ cái thứ trước mắt này không? Ta sai rồi mà, đừng giết ta, xin đừng giết ta. Được rồi, nguy cơ nơi này đã giải trừ, ngươi có thể về trước. Nếu như cô ta lại nghĩ đến việc giết ta, ngươi lại tới. Không phiền phức, có thể vì Ngô chủ cống hiến sức lực là chúng ta vinh hạnh. Hiện tại cho người hai lựa chọn, hoặc là thành chiến sủng của ta, hoặc là chết. Cơ hội chỉ có một lần, ta chọn làm chiến sủng của ngài. Hừ, cái này là gì vậy? Ta không thể hiểu bất kỳ từ nào trên đó. Thiên đạo huyết thế, chỉ cần ngươi nhỏ máu vào đó, mọi thứ về cô ta sẽ nằm trong tầm kiểm soát của ngươi. Ô, đáng thương, cắn, đổi một ít máu, lấy một chiến sủng, thật là có lời mà. Nóng quá. Chúc mừng ký chủ thu hoạch được phệ huyết đường lang. Chúc mừng, từ giờ trở đi ta chính là chủ nhân của ngươi. Ta tên là Diệp Phong. Diệp Phong, ta biết ngươi đến từ thượng giới, nhưng rốt cuộc ngươi là ai? Sư công, ta chính là ta, đại đệ tử thân truyền của sư tôn. Thiên tiết thật sự nhận được một đồ đệ tốt. Ha, sư công, ngài không bận tâm đến thân phận của ta à? Tháp truyền tống thiên đạo chiến trường. Sư công, người ở nơi này đúng là đủ nhiều đó. Đó là đương nhiên, thiên đạo chiến trường tuy hung hiểm cùng cực, nhưng mỗi cái cảnh giới đều có một cái chiến trường không gian. Vì thế tính an toàn của nó vẫn được đảm bảo. Cũng vì điều này mà thiên đạo chiến trường tự nhiên có vô số người đến tìm kiếm cơ hội cùng tài nguyên tu luyện. Dù sao thì ta có thể đối phó với 200 sư huynh sư đệ, nên chắc hẳn sẽ không có nguy hiểm gì đâu. Một núi sư huynh đệ. Hệ thống, nếu như ta đi thiên đạo chiến trường nhỡ may gặp phải nguy hiểm, liệu hộ vệ bại gia có thể xuất hiện hay không? Tinh, đội bại gia hộ vệ có thể hoàn toàn phớt lờ quy luật của pháp tắc trên thiên đạo chiến trường và có thể giáng xuống bất cứ lúc nào. Hey hey, thế thì tốt, ta có thể yên tâm rồi. Chiến sủng, một lát nữa người sẽ hộ tống sư công về môn phái, không cần phải đợi ta ở đây. Ta thật sự muốn nhanh chóng quay lại và nói với tổ tiên rằng phệ huyết đường lang, người đã vượt qua hai đạo thiên đạo lôi kiếp đã gia nhập vào môn phái của chúng ta. Lạc vô danh ta bây giờ có thể đạt đến cấp độ cao hơn. Vài phút sau, đây chính là thiên đạo chiến trường sao? Tiểu huynh đệ, ngươi đây là lần đầu tiên tới thiên đạo chiến trường sao? Đúng vậy, đây là lần đầu tiên ta tới thiên đạo chiến trường. Thực lực của ngươi là gì? Muốn hay không để ta đưa ngươi đi? Ta thế nhưng là khách quen của thiên đạo chiến trường đó. Khí động cảnh cử trọng bình phong. Tiểu huynh đệ, ta với ngươi hãy thành lập một đội. Ta không biết ngươi ngây thơ hay là ngu ngốc nữa. Hỏi gì đáp nấy, chắc không phải có át chủ bài gì chứ mà tự tin như vậy. Ngươi muốn tính kế ta chứ gì? Vừa gặp đã kết thân. Kể ra thì mình chưa giết ai trong thế giới này cả, tự cảm thấy bản thân khiến cho những người xuyên không mất mặt rồi. Không ngờ đến lần đầu tiên mà huynh không có ai đi cùng cả. Thế này đi, nếu lấy được tài nguyên gì thì phải chia đều cho đối phương một nửa. Huynh thấy sao? Được đó, nếu thực lực của ngươi không tồi thì ta sẽ yên phận làm đồng đội của ngươi. Nhưng nếu thực lực không bằng thì ta phải xin lỗi ngươi trước rồi. Diệp Phong huynh, đây là lần đầu huynh đến đây, hãy bắt chuột lưng sắt để kiểm tra sức mạnh đi. Chuột lưng sắt, thực lực của bọn chúng là khí động cảnh ngũ trọng đến bát trọng, ở đây chắc cũng phải đến 300 con. Nói không ngớt, để ta xem bản lĩnh của ngươi đến đâu. Được thôi, trời ơi, huynh lấy đâu ra nhiều tù thổ lao phù lục như này làm gì? Tất cả đều là tù thổ lao phù lục cửu giai nhị phẩm. Làm gì ư? Đương nhiên là vì dùng cái này đơn giản hơn thôi. Thả ta ra. Đại ca, những cái thiết bối thử thực lực cao nhất mới chỉ có khí động cảnh bát trọng, thấp nhất mới khí động cảnh ngũ trọng, mà ngươi lại dùng hơn 300 tấm bùa đất đỏ như vậy. Người giết yêu thú vẫn là quá bại gia rồi. Nửa giờ sau, Lý huynh, ngươi thấy thực lực của ta thế nào? Mẹ nó, cái tù lao kia của người, ta thử nó một chút, trừ khi bản thân hoàn toàn dốc hết sức lực, nếu không, không thể phá được nó. Ngươi dựng cái hầm mục này để làm cái gì? Để chống lại ta đoạt quái hay là khoe khoang với ta? Mục đích đúng là vì thằng ta. Lý Phi huynh, ngươi đứng ngơ ra đó làm gì? Đi á, ngươi không muốn yêu hạch của nó sao?
Tinh huyết của những con yêu thú này tuy không phải rất đáng tiền, nhưng cũng là một món thu nhập không thể từ bỏ. Không ngờ Lý Phi huynh ngươi lại nghèo như vậy. Vậy nhưng yêu thú này đều cho ngươi. Giả bộ, ngươi tiếp tục giả vờ. Tất cả mọi người đến đây đều là để thu hoạch từ nguyên. Nhưng thứ này yêu thú bán thành tiền cũng không nhỏ. Đối với chúng ta mà nói cũng là một món tiền. Ta nhìn ngươi có thể giả bộ tới khi nào? Các ngươi hai cái tiểu gia hỏa, không muốn chết thì đem thiết bối tử đều giao ra. Hả, ngươi là ai? Ngươi mà cũng dám gây sự với ta. Cuối cùng cũng gặp được một tên cướp. Hôm nay người gặp ta cũng coi như người đen đủi. Hắn dùng hơn 300 lá bùa sao? Sao lại có nhiều bùa như vậy? Một lúc sau, 13 cái thủ lao ngục đã bị hủy. Chỉ còn cái này, nhất định là người đã hết rồi. Không, vẫn còn nhiều lắm. Người cứ chơi thỏa thích. Phù, cũng may ta không chọc giận Diệp Phong. Hỗn đản, dựa vào ngoại lực này thì có năng lực gì? Có gan liền thả ta ra ngoài, chúng ta chân chính đọ sức một trận. Ngươi không đủ tư cách để chiến đấu với ta. Như này cũng quá tàn ác rồi. Mình vốn nghĩ Diệp Phong là một người ngây thơ hiền lành. Không ngờ tất cả chỉ là ngụy trang. Si chút nữa là bị mắc lừa rồi. Động vật vô hại, lạnh nhạt vô tình. Lý Phi huynh, mấy lá bùa này huynh cầm lấy đi. Còn gặp phải phiền phức gì cứ sử dụng thả ga. Ta biết rồi. Nhiều bùa như này, chả trách Diệp Phong không thèm gì xác yêu thú. Hắn thật sự không thiếu tiền. Suýt thì quên, chỉ còn 5 tiếng nữa là sang ngày thứ 2 rồi. Vẫn còn hơn 9.000 lá bùa chưa dùng hết. Thời gian trôi nhanh. Tinh, chúc mừng ký chủ đã dùng hết sản phẩm nại gia của hôm nay. Thưởng 1.000 điểm bại gia, thưởng 100 viên đối ngộ đan. 5 tiếng sau, mệt chết đi được, cuối cùng cũng dùng hết rồi. Diệp Phong huynh, bùa của huynh tiết kiệm thời gian ghê. Lần này nhờ huynh mà ta kiếm được không ít. Thu hoạch của một đêm giá trị không bằng 1/20 số mùa bỏ ra. Diệp Phong huynh nhất định là đệ tử nòng cốt của tông môn nào đó. Tuyệt đối không thể chọc giận. Tiểu Phi à, ta cũng không bạc đãi huynh đâu. Huynh uống viên đốn ngộ đan này đi. Ta thay người hộ pháp. Đốn ngộ đan, làm sao đây? Liệu có phải thuốc độc không? Nhưng nếu không uống tên cậy thế hiếp người này liệu có lấy ra pháp bảo nào sự mình không? Thôi kệ vậy, phó mặc số chơi. Đây là, huynh có bị ngốc không? Tác dụng của đốn ngộ đan chỉ có thể duy trì trong 20 phút, còn không nhanh tu luyện. Đúng ha, nếu không phải do có nhiều đốn ngộ đan quá rồi thì ta cũng chẳng cho ngươi đâu. Dù gì mình vẫn phải giữ lại 20 viên cho chó nhà mình ăn. Go go, xin đừng cho ta ăn nữa. 20 phút sau, khi tiến vào cảnh giới giác ngộ, mình ngơ ra làm gì không biết, tốn mất 2 phút. Diệp ca, phần ân tình này, Lý Phi sẽ ghi nhớ. Ngày sau nếu có gì cần giúp đỡ, huynh cứ tìm ta. Vậy ngươi đến từ thế giới nào? Diệp ca, ta đến từ thiên hỏa giới. Thiên hỏa giới, đây là lần đầu tiên ta nghe nói đến. Ta từ huyền thiên giới, xem ra thiên hỏa giới chúng ta không có danh tiếng gì cả. Nếu chúng ta là đồng hương thì chỗ này tăng hết cho huynh. Kế hoạch lôi kéo làm quen của Lý Phi vỡ tan. Quả nhiên, trên đời làm gì có nhiều chuyện trùng hợp đến thế. Hơn 10 phút sau, sao thế? Diệp ca, chúng ta lần này trúng mánh lớn rồi. Linh tinh, là linh tinh cấp thấp. Nhìn qua thì chắc có khoảng 200 cái. Nhìn huynh vui như vậy thì nhường huynh hết. Diệp ca, cái gì huynh cũng không cần. Ta có thể hỏi rốt cuộc lý do huynh đến đây là gì không? Chơi thôi, ta có nhiều đồ tốt lắm. Tài nguyên ở chiến trường thiên đao đối với ta mà nói không có gì hấp dẫn cả. Những lời này sao có thể nói thoải mái đến vậy chứ? Diệp ca, nếu huynh muốn đốt tiền, sao không đến thành thiên đạo? Thành thiên đạo, đấy là nơi nào? Thành thiên đạo là tồn tại đặc biệt nhất ở chiến trường thiên đạo. Bảo vật, tài nguyên, công pháp ở đó có nhiều không đếm xuể. Chỉ cần có tiền muốn mua gì cũng được. Thiên đường bại gia tử. Hơn nữa, nơi đấy có luật pháp cai quản nên sẽ không xảy ra tình trạng cướp giật. Nhưng muốn vào được thành thiên đạo bắt buộc phải có thiên đạo lệnh. Chỗ ta vừa hay có một cái, nhưng chỉ có thể ở lại thành thiên đao một ngày thôi. Huynh lấy ở đâu thế? Ta vô tình lấy được lúc ở trong di tích. Mặc dù muốn đi nhưng ta nghe đồn thành thiên đạo vật phẩm đắt đỏ. Chút tiền của ta đến đấy cũng chỉ lãng phí thiên đạo lệnh, nên ta giữ lại biết đâu một ngày nào đó nó có thể cứu ta một mạng. Huynh tặng ta giác ngộ đan, chẳng khác gì tặng ta một cơ duyên. Sau này chưa chắc đã có cơ hội gặp lại nhau. Thiên đạo lệnh này ta tặng Diệp ca. Đợi đã, ta không thích lấy không đồ của người khác. Như vậy bình giác ngộ đan này cho huynh. Cảm ơn Diệp ca, cảm ơn Diệp ca. Ta biết ngay Diệp ca không phải người nhỏ mọn mà, sao làm gì cũng phải dùng máu. Diệp ca, biến mất, dùng một tờ thiên đạo lệnh vô dụng đổi được 30 viên giác ngộ đan. Quá tốt. Ây da, vãi, đây chính là thành thiên đạo. Ở lại đây khiến người khác thoải mái giống như là về nhà. Khí động cảnh đến thiên đạo thành làm gì? Đám người này đều bị bệnh à? Người viết thử rác rời gì thế? Người vẽ ra có lần nào đúng chưa? Người siêu say yên á. Thiên đạo thành không có chém giết đây sao? Họ chỉ là đang đánh trận, không phải chém giết. Một người đến từ tuần thư giới, một người đến từ bản tử giới. Lần nào hợp tác cũng đánh nhau. Lão ca, đây là, lão đệ, có đi xe không? Khởi điểm, 5 thiên đạo điểm. Lão ca, thiên đạo điểm là gì?
Đạch, ngay cả thiên đạo điểm mà cũng không biết. Người mới đến à, lỡ giờ thời gian của ông đây, không phải chỉ hỏi chút thôi sao? Sao lại như lão già nóng này thế? Ngân hàng thiên đạo, chắc là chỗ này rồi. Xin chào, xin hỏi ngài muốn làm nhiệm vụ gì? Ở đây có điểm thiên đạo không? Người mới đến à, thiên hổ, ở thiên đạo thành, một viên cực phẩm linh tinh đổi lấy một điểm thiên đạo điểm. Ở thiên đạo thành, tất cả chi phí toàn bộ đều cần điểm thiên đạo. Dễ thế à? Họ tên, thiên hổ, giới điện, thủy linh giới, thực lực, độ tiếp cảnh thất trùng. Làm việc ở đây cũng có thể kiếm điểm thiên đạo, mà thời gian làm việc cũng sẽ không tính trong thời gian của thiên đạo lệnh. Độ kiếp cảnh làm thuê cho khí động cảnh, truyền về chắc sẽ bị người khác cười chết mất. Vậy chẳng phải là đều lãng phí thời gian ở đây hết rồi sao? Ngươi không cần tu luyện sao? Rất khó đạt được linh tinh ở chiến trường thiên đạo sao? Ngại quá, nếu ngài không thực hiện nhiệm vụ gì thì không phải là khách hàng. Ta không tiếp tục phục vụ ngài nữa. Cút nhanh cho ta nhờ. Chờ chút, tên nhãi này muốn tìm phiền phức sao? Ta sử dụng thẻ ma pháp giúp ông đem 10 vạn linh tinh cực phẩm đổi thành điểm thiên đạo. Không thể nào, xin ngài đợi một lát, ta sẽ làm ngay cho ngài. Cái thế giới huyền huyễn này càng ngày càng thú vị. Lần sau nhất định phải nghĩ ra cách kiếm được hai cái thiên đạo lệnh, đưa sư tôn đến đây hưởng thụ. Vị thiếu gia này, đây là thẻ thiên đạo của ngài. Gửi ngài, tốc độ làm thẻ nhanh quá, nhưng sao phải lấy thẻ kiểu này? Nếu ngài còn có thắc mắc gì về thành thiên đạo, xin cứ hỏi tự nhiên ta sẽ cho ngài câu trả lời vừa ý nhất. Bất luận thế nào mình nhất định phải lưu lại ấn tượng sâu sắc với vị thần tài này. Không cần đâu, không cần đâu. Nhìn ông bận như thế ta cũng không làm phiền ông làm việc nữa. Đừng đi mà thần tài của tôi ơi. Thiếu gia, vài phút sau, đây chắc là vị xuyên không toàn năng nào để lại chăng? Quả thực là quá hiện đại rồi. Hãy ủng hộ thần tượng mà bạn yêu thích. Tham gia có thể nhận được phần quà cùng tên với nhân vật. Đúng là giống hệt với thế giới hiện đại. Mặc dù đông ông đế hoàng không tệ nha, kỳ kỳ tử cũng rất đáng yêu, nhưng mình vẫn muốn chọn xích ký. Hãy nhận lấy hộp quà của bạn. Chiến trường thiên đạo ngày thứ 2, Lý Phi, tên khốn nạn, đã nói là một ngày mới hết hạn. Sao nửa ngày đã hết rồi? Chết tiệt, ông còn chưa lấy được hộp quà, ta lấy được ở trong di tích. Di tích? Đúng rồi, tên Lý Phi đó nói hắn vô tình lấy được thiên đạo lệnh ở trong di tích của chiến trường thiên đạo. Xem ra chỉ có thể tìm thử xem, lần sau gặp đại Lý Phi nhất định phải cho hắn biết tay. Hắc xì, thời tiết ở đây có phải lạnh hơn rồi không? Tinh cực tông, Tắc Cương. Tinh cực tông mở đại trận hội tông để phòng ngừa ai vậy? Lão già nhà ông sao lại có thời gian ghé qua chỗ ta thế này? Ta, hai, tròn 30 năm rồi. Ta ở chiến trường thiên đạo vô tình nhặt được một tấm thiên đạo lệnh. Cứ như vậy làm việc ở thành thiên đạo trong 30 năm. Bóc mồm bóc miệng nhiều năm trời, cuối cùng cũng mua được hai bảo vật phòng ngự có thể chống đỡ thiên đạo lôi kiếp. Không ngờ là sau khi quay trở lại chiến trường thiên đạo ta phát hiện ra thế giới bên ngoài chỉ mới trôi qua một giây. Khoảng một giây, không rõ nữa, không để ý. Ta vốn định tìm hỏi thiên hình nhưng chuyện này quá lạ lùng. Làm sao mà ta dám mở miệng hỏi được? Tắc Cương, có chuyện gì thì vào trong rồi nói. Đừng đứng ở ngoài này nữa. Linh tinh tông môn mấy người sử dụng để duy trì đại trận hộ tông chắc là loại cực phẩm đúng không? Không sai, tông môn ta sử dụng linh tinh cực phẩm cho đại trận hộ tông. Chưa nhìn thấy bao giờ đúng không? Tí nữa ta cho ông vài viên. Ông điên rồi phải không? Chúng ta lăn lộn bao nhiêu năm nay, chả lẽ chưa từng nhìn thấy linh tinh cực phẩm bao giờ sao? Linh tinh cấp thấp là đủ rồi. Ông việc gì phải lãng phí đồ cực phẩm như thế? Ông chắc cũng biết giá trị thật sự của nó. Hạ, đừng đấm nữa, mặt ta đau lắm. Sao lại nghĩ là thật chứ? Nhìn kỹ đi, hai cái tháp này là bảo vật phòng ngự mạnh vô cùng. Mỗi cái đều có thể chống đỡ được một đạo lôi kiếp thiên đạo. Ông đây có thể dựa vào nó mà chống đỡ được đến đạo lôi kiếp thứ 7. Để có món bảo vật này, ta đã phải tốn hơn 300 vạn viên linh tinh cực phẩm mới có thể mua được. Tắc Cương, trên thế giới này làm gì có bảo vật nào có thể chống đỡ được lôi kiếp? Đó đều là lừa người thôi. Ông thì biết cái gì? Chiến trường thiên đạo có một vật gọi là thiên đạo lệnh, dựa vào nó có thể đi vào thành thiên đạo thần bí. Ở đấy chỉ cần ông có linh tinh cực phẩm, cho dù là cường giả sắp phi thăng thành đều phải khúm núm phục vụ ông. Nói cách khác linh tinh cực phẩm là tiền mặt trong thành thiên đạo. Đúng thế, nhưng ở đấy có thể làm công kiếm tiền. Ta đã ở đó làm việc suốt 30 năm. 30 năm đó, nhưng khi ta ra khỏi đó thì thế giới bên ngoài mới chỉ trôi qua một giây. Tắc Cương, còn đợi gì nữa? Bây giờ xuất phát thôi, hơn 90 triệu viên linh tinh cực phẩm còn lại. Những gì ta nói nãy giờ ông không nghe vào tai đúng không? Có thiên đạo lệnh mới được, không có thì còn lâu mới vào được. Còn có quy định như vậy sao? Lỗ thật rồi, vẫn còn hơn 90 triệu viên linh tinh mà. Bất ngờ, trời ơi, ông lấy đâu ra mà nhiều linh tinh cực phẩm vậy? Chiến trường thiên đạo, Lý Phi, mới chỉ chia tay với Diệp ta chưa bao lâu. Sao mình lại có chút nhớ huynh ấy rồi, còn sinh ra ảo giác nữa? Lý Phi, không phải, hình như đúng là Diệp ca đang gọi mình. Lý Phi, Diệp ca, ta ở đây, ta nhớ huynh quá, rất tốt, đứng yên ở đấy đợi cho ta. Diệp ca, đã không gặp huynh nửa tiếng rồi, ta nhớ huynh muốn chết. Hạ, muốn chết á, được thôi, ta thỏa mãn ngươi. Hạ, Diệp ca, huynh định làm gì vậy? Ta đã tìm ngươi trên chiến trường thiên đạo nửa tiếng rồi. Tên béo khốn khiếp nhà ngươi, dám lừa ta, thời gian của thiên đạo lệnh rõ ràng chỉ có nửa ngày.
Diệp ca, huynh nghe ta giải thích. Ta thật sự không biết chuyện gì đang xảy ra. Năm đó ta nhìn thấy thi thể rải rác khắp di tích, chỉ còn lại một người đang nín thở ôm chặt thiên đạo lệnh. Sau đó ta dùng một chút thủ đoạn đặc thù từ trong miệng hắn moi ra một chút quan hệ thiên đạo thành tin tức. Sau đó liền đem đối phương giết chết, cũng cầm đi thiên đạo lệnh. Hiện tại có hai tình huống, hoặc là lúc trước người kia lừa ta, hoặc là hắn cho rằng thiên đạo lệnh có thể tồn tại trong một ngày. Được rồi, ta sẽ tin ngươi một lần. Nhân tiện, Diệp ca, nửa ngày qua huynh làm gì vậy? Thanh thiên đạo là nơi như thế nào thế? Nhân tiện, không phải huynh mới đến đó được nửa tiếng thôi sao? Giao diện, chỗ của các người có khoa học kỹ thuật sao? Khoa học kỹ thuật, cái gì là khoa học kỹ thuật? Vì ngươi không hiểu về công nghệ nên ta cũng không thể giải thích được. Nhưng ngươi phải nhớ kỹ, muốn đi thiên đạo thành, nhất định phải có linh tinh cực phẩm. Nó cực kỳ quan trọng, nhất định phải là linh tinh cực phẩm. Ta nghèo như vậy, linh tinh cực phẩm, ta có thể lấy cái đó ra sao? Sản phẩm bại gia hôm nay được làm mới, tử vong kiếm y toái phiến nhân 10.000. Ô, hôm nay là ngày thứ hai rồi sao? Vậy mà lại là kiếm toái phiến, muốn bại gia cũng khó, nhưng phải tìm một mục tiêu thích hợp hơn mới được, không bằng. Lý Phi, ngươi là kiếm tu sao? Kiếm tu, Diệp ta không phải kiếm tu, ta chỉ là tu sĩ bình thường, mà ta cũng không thích tu kiếm. Hắc hắc, ngươi không thích kiếm tu sao? Lý Phi, ngươi đứng lại cho ta. Xin lỗi Diệp ca, ta nghĩ chắc này ta ăn cái gì đó nên bị tiêu chảy mất rồi. Lý Phi, đứng lại, ngươi đừng có chạy. Diệp ca, tha cho ta đi. 9.433, 9.434, 9.435. Diệp ca, ta không muốn làm. Sắp xong rồi, kiếm ý chết chóc. 9.436, 9.437, 9.438. Hu hu hu. Xong rồi, nhét, xong, cuối cùng cũng dùng hết, điểm phá của đã tích được 5.810 điểm rồi. Diệp ca, huynh cho ta tất cả chỗ kiếm ý đấy, không phải là quá lãng phí sao? Ta biết hiện giờ ta rất mạnh, nhưng ta cũng có phải là người tu luyện kiếm thuật đâu. Huynh xem. Mạnh hơn so với mình tưởng tượng, không, phải là mạnh hơn nhiều mới đúng. Không ổn rồi, một khi bị sư phụ phát hiện ra, ngài ấy nhất định sẽ ép mình chuyển sang con đường tu kiếm. Vậy thì cuộc sống nhàn nhã của mình sẽ chấm hết. Lý Phi huynh, ngàn vạn lần đừng cảm ơn ta, đây là câu duyên của huynh. Từ giờ huynh cứ tiếp tục cố gắng, không chừng một ngày nào đấy có thể sẽ đột phá cảnh giới người kiếm hợp nhất đó. Cảnh giới người kiếm hợp nhất, tông chủ là người có ngộ tính cao nhất ở tông môn, nhưng hàng trăm năm nay cũng chưa tu luyện được đến cảnh giới đó. Nếu để ngài ấy biết tình hình hiện tại của mình, thì ngài ấy nhất định sẽ dồn hết kỳ vọng vào mình đấy. Cảm ơn Diệp ca đã trao cho ta một mối kỳ duyên lớn đến vậy, nhưng sao huynh không dùng chúng? Tim mình đâu mà mình không dám nói, ta cũng không phải kiếm tu, dùng nó để làm gì? Không huynh phải chẳng lẽ ta không phải sao? Đi thôi, nếu huynh không còn băn khoăn gì nữa thì chúng ta bắt đầu đi đến tầng thứ hai của chiến trường thiên đạo. Chiêu thức võ thuật thượng phẩm địa cấp, cửu diệu lôi liên. Đây là chiêu thức độc nhất vô nhị của lôi minh phải ta. Làm sao huynh lại biết sử dụng? Huynh nhận ra chiêu thức võ thuật này? Tất nhiên là nhận ra rồi, ta là linh căn lôi hỏa song hệ, chỉ là tốn mất một tháng vẫn chưa nhập môn. Ế, ở Tinh Cực Tông không có ai thực sự biết đến chiêu thức này, chỉ có thể nhìn ra nó là chiêu thức võ thuật thượng phẩm địa cấp. Hơn nữa mọi người đều đoán là ta tự sáng tạo ra. Xem ra chiêu thức hấp thụ võ thuật không chỉ giới hạn ở Đại Lục Huyền Thiên. Đi thôi, mục tiêu tiếp theo là cùng nhau đi săn yêu quái khí động cảnh cửu tầng. Diệp ca, huynh vẫn chưa nói cho ta biết huynh học được ở đâu. Chiến trường thiên đạo tầng thứ hai, hai tên này đến từ đâu vậy? Quá tự phụ rồi đấy. Tôi sợ quá, tôi muốn về nhà. Hai tên này mạnh đến mức quá đáng, không nên để ý. Hoành hành ngang ngược, đến chiến trường thiên đạo bao nhiêu lần rồi, nhưng đây là lần đầu tiên mình có thể kiêu ngạo như thế này. Thích thật, có điều vẫn nên cẩn thận một chút. Mặc dù có kiếm ý chết chóc, nhưng nếu người khác phải giết mình thì mình cũng không đấu lại được. Diệp ca, huynh khi nào lại đến chiến trường thiên đao lần nữa thế? Chúng ta hẹn với nhau trước đi, đến lúc đấy có khi sẽ gặp lại nhau. Được thôi, nhưng lần sau đến đây, chắc ta đang ở chiến trường thiên đạo tầng thứ 3 rồi. Diệp ca, không lẽ huynh đã có dị tượng đột phá rồi sao? Sau khi quay về sẽ có thể tăng lên dung linh cảnh. Dị tượng đột phá? Không cần, ta muốn đột phá là có thể đột phá được. Ta không đột phá thì thôi, nhưng một khi đột phá, là một phát tăng lên hẳn đỉnh tầng thứ 9 của dung linh cảnh. Không nói mấy chuyện này nữa, 5 con yêu quái khí động cảnh cửu tầng để cho ta xử lý, còn lại giao cho huynh đó. Được, cửu diệu lôi liên, đi. Thực lực của Diệp ca đúng là đáng kinh ngạc, không có cơ hội ra tay. Lại nữa, Diệp ca, linh lực của huynh rốt cuộc nhiều đến mức nào? Tu sĩ thuật pháp, người ta là tu sĩ thuật pháp, vậy là kiếm tu rồi, nhưng sao hắn ta không dùng kiếm? Trời, ngươi chẳng hiểu gì cả, là đám yêu quái đó chưa đáng để hắn xuất kiếm chứ sao?
Không thể ngờ là tên béo này lại kiêu ngạo đến vậy. Đúng là không nên nhìn mặt đoán người. Ông đây không phải là kiếm tu, chỉ có kiếm ý thôi. Tưởng ông đây thèm mà. Hai ngày sau, tinh, chúc mừng ký chủ giết được 160 con yêu quái luyện khí cửu tầng ở chiến trường thiên đạo tầng thứ 2. Nhận được 5.000 điểm phá của, 10.810. Cuối cùng cũng được 10.000 điểm rồi. Hệ thống, ngươi cũng thấy biểu hiện cần cù lao động của tên mập dạo gần đây rồi đấy. Hộc hộc, ta cho hắn 10.000 linh thạch cực phẩm không quá chứ. Tinh, đối phương đã có kiếm ý chết chóc cao nhất. Số lượng hợp lý. Diệp ca, ta ở đây đã gần được 2 tháng rồi. Dựa theo quy định tông môn, đã đến lúc ta phải quay về. Hả? Tông môn của huynh còn quy định cả ngày tháng nữa sao? Tông môn quy định trong vòng 2 tháng phải quay về. Nếu không, tông môn sẽ cho rằng ta đã chết ở bên ngoài. Đa số các tông môn đều có quy định kiểu này, trừ tán tu. Được, nếu vậy thì ta cũng không ép huynh ở lại làm gì. Mấy ngày nay huynh vất vả rồi, cầm lấy 10.000 linh thạch cực phẩm này đi. Chúng ta sau này có duyên gặp lại. Diệp ca, huynh chính là ân nhân của ta. Chúng ta sau này có duyên gặp lại, hiện tại chỉ còn lại một mình thôi. Tinh, chúc mừng ký chủ thành công nhận được 200 điểm phá của, nhận được 10.000 mảnh kiếm ý chết chóc. Mập đi rồi còn cho ta mấy cái này làm gì? Phần thưởng của hệ thống này có tiêu hết thì cũng không được nhận thêm được điểm thưởng gì. Hai, thôi thì tự mình dùng vậy, đang dung hợp. Cái tên mập kiếm tu cuối cùng cũng đi rồi, chỉ còn lại tên kiêu ngạo nãy giờ tiêu tốn khá nhiều linh khí này thôi. Ta quan sát hắn mấy hôm nay rồi, hắn không hề khôi phục lại linh khí đã tiêu hao tổn. Cho dù hắn có là con trời đi nữa ta cũng không sợ. Chúng ta phần lớn là tu sĩ bình thường, không có sức mạnh, không có chống lưng, không có danh tiếng. Hiện giờ chỉ còn cách giết tên này cướp tài nguyên của hắn. Các ngươi muốn bỏ lỡ sao? Một người qua đường, không cần biết tên, đằng nào cũng chết. Giết con trời rồi, danh tiếng khắp thiên hạ. Tên này giết nhiều yêu quái như thế, tinh huyết trong tay chắc đáng giá lắm. Một câu thôi, giết hay không giết, cơ hội chỉ có một mà thôi. Giết, he he, các huynh đệ, giết hắn cướp pháp bảo của hắn. Ta muốn võ kỹ của hắn, ai cũng đừng hòng tranh với ta. Giết, ồn quá đi mất, nhiều hơn 100 người so với đợt tỷ võ ở tông môn. Cuối cùng cũng dung hợp xong. Để mình thử xem kiếm ý chết chóc mạnh đến mức nào. Hắn đang làm gì thế? Kiếm ý chết chóc, Haki bá vương, Haki nhân vật chính. Gì cơ, hắn cũng có kiếm ý chết chóc sao? Sao lại có Haki bá vương ở đây? Hối hận, các ngươi không phải là muốn giết ta sao? Ra tay, nếu không tiếp tục chiến đấu, chúng ta sẽ phải chết ở nơi này mất. Muộn rồi, không thắng nổi, chắc chắn không thắng nổi. Chúng ta, tại sao lại thách đấu với một con quái vật như vậy chứ? Đây mới là thế giới huyền huyễn thật sự, một thế giới tu tiên tàn khốc, nơi cả lớn nuốt cả bé. Ta là thần phá của chứ không phải thánh mẫu các ngươi. Kiếp sau nhớ mà tránh xa ta ra. Hòa Long Quyền, đại ca, huynh là người của huyền thiên giới ư? Ngươi là ai? Ta tên là Lạc Giao Giao, đến từ Vạn Hoa Cốc. Lạc Giao Giao, Vạn Hoa Cốc, trông huynh vừa nãy đánh nhau vất vả ghê. Vạn Hoa Cốc, chứ nghe bao giờ? Không phải chứ, huynh thật sự là người của huyền thiên giới sao? Huynh là người của tông phái nào? Sao ta phải nói cho ngươi biết? Huynh còn chưa nói tên của mình nữa. Ta nói rồi đó, trừ khi huynh là tán tu, không có môn phái, thật tội nghiệp. Huynh đến chiến trường thiên đạo để làm gì? Cầu xin ta đi, biết đâu ta lại biết thì sao? Đại ca, huynh đáng thương quá, thật sự không muốn ta giúp sao? Ôi, đại ca, sao nhìn huynh buồn thế? Có phải là do ban nãy tiêu hao nhiều linh khí quá nên mệt rồi đúng không? Không phải chứ, không phải chứ, huynh sẽ không mệt đến mức mất xỉu ngay sau khi ta đi chứ? Ngươi không đi thì ta sẽ giết ngươi thật đấy. Vậy thì huynh không giết nổi ta đâu. Tu vi của ta đã đạt đến nguyên thần cảnh tầng thứ 9 rồi. Ta dùng mật bảo để áp chế tu vi của mình. Nếu huynh xuống tay với ta huynh sẽ chết đó. Hệ thống, những gì cô ta nói đều là thật sao? Thật sự có loại mật bảo có thể qua mặt quy tắc của chiến trường thiên đạo. Tinh, những điều đối phương nói là thật. Mật bảo là cây châm màu tím đối phương đeo trên đầu. Hóa ra là thật, nhìn cô ta nhỏ tuổi hơn sư phụ vậy mà tu vi đã đạt đến nguyên thần cảnh rồi. Ta tên là Diệp Phong, đến từ Tinh Hồn Tông. Ta nói xong rồi đừng tiếp tục làm phiền ta nữa. Tinh Hồn Tông, đó là môn phái nào vậy? Diệp Phong, cái tên nghe hay ghê, vừa nãy làm huynh sợ rồi đúng không? Ta lừa huynh đó, lại tiếp tục. Huynh thật sự tin rằng tu vi của ta là nguyên thần cảnh tầng thứ 9 ư? Vậy ngươi thử bỏ cái châm tím trên đầu xuống đi. Hả, châm cài vẫn ở trên tóc, linh lực không bị dò dỉ. Sao hắn nhận ra được? Hừ, xem ra ta đã coi thường huynh rồi. Tinh Hồn Tông mà huynh nói ta chưa nghe đến bao giờ, chắc là một môn phái tầm thường. Thật ra ta hy vọng huynh có thể gia nhập vào Tinh Cực Tông. Nơi này chắc huynh biết đúng không? Cái gì? Chỉ cần huynh gia nhập vào Tinh Cực Tông, ta đảm bảo huynh sẽ trở thành đệ tử chân truyền của tông môn. Không hấp dẫn sao đại ca? Linh căn tứ hệ, lượng linh lực khổng lồ, ngộ tính cực cao, hơn nữa bất kỳ lúc nào cũng có thể đột phá đến cảnh giới kiếm người hợp nhất. Chưa biết chừng sau này sẽ là một trong ba người đứng đầu Long Bảng. Người này tuyệt đối không được bỏ lỡ. Đệ tử chân truyền của Tinh Cực Tông, Lạc Giao Giao. Lạc Thiên Tuyết là gì của ngươi? Hả, huynh biết tỉ tỉ của ta. Tinh Hồn Tông, tiểu thư, người bị cảm sao? Ta cảm thấy có người đang nhắc đến mình nhỉ.
Chiến trường thiên đạo, im lặng, Lạc Thiên Thuyết là sư phụ của ta. Vậy ngươi là tiểu sư cô của ta sao? Tiểu sư cô, đừng gọi ta già như thế. Huynh là đệ tử của tỷ tỷ ta. Tinh Hồn Tông là tông môn do tỷ tỷ sáng lập. 10 phút sau, làm gì có ai vừa là đại đệ tử chân truyền của tỷ tỷ ta, vừa là đệ tử chân truyền của trưởng lão Tinh Cực Tông. Vậy ta nên gọi huynh là sư diệt hay là trưởng lão? Chúng ta tự gọi theo cách của mình. Ta gọi ngươi là sư cô, ngươi gọi ta là trưởng lão. He he, hu hu, ta còn lâu mới gọi thế. Đến đây nào sư cô, để trưởng lão ta bẹo cái má chút. Giận mà không dám nói. Lần đầu gặp mặt nên tặng sư cô cái gì nhỉ? Tặng linh thạch thì bình thường quá, đốn ngộ đan có thể tặng được. Nhưng thứ này hơi giống đồ ăn vặt, dùng làm quà tặng không phù hợp. Kim tầm tinh diệu thạch, cửu diệp hồi hồn thảo, hay là tính huyết đại yêu từ lôi cùng sư. Tiểu sư cô, người là thể tu sao? Làm ơn đừng là lo ly cờ bắc. Không sai, ta là thể tu. Huynh, huynh làm sao lại biết? Trưởng lão ta ghét nhất người khác bẹo má mình. Chuyện lần này ta sẽ không bỏ qua đâu. Đợi sau khi ta quay về, nhất định sẽ mách tỉ tỉ ta. Phát huynh, lấp lánh, hạ. Tinh huyết đại yêu tử lôi cùng sư đã trải qua 9 đạo lôi kiếp, một lần vèo má tặng một giọt. Nếu đã không thích người khác bẹo má vậy thì, hi hi, thật sự là thể tu, một quái vật lo ly hình người. Người khác không được, nhưng Diệp ca ca thì khác nha. Bẹo má của vãn bối thì có sao đâu, ha ha. Tinh huyết này tặng cho tiểu sư cô đáng yêu của ta. Tiểu sư cô là thể tu, không biết có phải là một vị luyện khí sư. Con bé này thông minh tinh nghịch, không chuẩn chỉnh là sau này mình sẽ gặp rắc rối to. Ôi chao, kim tầm tinh diệu thạch lại rơi ra rồi. Kim tầm tinh diệu thạch, ở đâu, ở đâu? Tiểu sư cô nhận ra sao? Nhận ra, muốn không? Có, điên cuồng gật đầu. Ta không cho, cái tên khốn nhà huynh, dám ức hiếp ta, tạp nham, rác rưởi, đồ biến thái biểu mà ta. Mắng thêm đi, ta thích nghe lắm. Sức lực này không hổ là thể tu, đại ca, với chút sức mạnh này sao huynh có thể trở thành đệ tử chân truyền của tỷ tỷ ta vậy? Còn nữa, sao huynh được làm trưởng lão vinh dự của Tinh Cực Tông? Bởi vì ta có tiền, 55 vạn viên linh thạch thượng phẩm mua đất thân phận đệ tử chân truyền, 100 triệu viên linh tinh cực phẩm và bí điển trận pháp cứu tinh kiếm trận giành được chức vị trưởng lão vinh dự. Lẽ nào những danh phận này đều là mua hết? Sao huynh trưng cái tư thế này lúc nói chuyện làm gì hả? Nực cười, ngươi từng nhìn thấy linh tinh cực phẩm, mở miệng là 100 triệu linh tinh cực phẩm. Ngươi có biết thế nghĩa là gì không? Ta là cốc chủ của Vạn Hoa Cốc, không phải ngươi thích dùng linh thạch và linh tinh mua chức vị sao? Cốc chủ Vạn Hoa Cốc, Hoa Ngữ Mộng, đây là khế ước. Chỉ cần ngươi có thể lấy ra 100 triệu linh tinh cực phẩm, ta sẽ bái ngươi làm sư, để ngươi có thêm một thân phận hiển hách nữa. Thế sao? Diệp trưởng lão, sư phụ của ta ghét nhất là nghe người khác bốc phét. Huynh đừng để bụng, ngài ấy không có ác ý gì đâu. Sư phụ, sao lại lôi khế ước ra làm gì? Đừng gây rối nữa, ta nhìn là thấy ngứa mắt, làm sao? Hắn nói gì ngươi cũng tin. Giao giao, con mở to mắt ra mà nhìn đừng chê bị mấy tên khốn nạn như này lừa. Đây là trưởng lão vinh dự của Tinh Cực Tông. Ngài đừng nói như thế, cho dù là trưởng lão vinh dự thì ta cũng phải dạy dỗ cái miệng chỉ giỏi ba hoa đấy. Có phải là bốc phét hay không sư tôn cũng đừng ra tay. Tiểu sư cô, là sư phụ của người hiếp người quá đáng. Đừng trách ta không giữ thể diện cho ngươi, không chịu nổi nữa rồi. Đồ đệ ngoan, đây là 1 triệu linh tinh cực phẩm, coi như là quà gặp mặt sư phụ tặng ngươi. Hừ, tiếp tục diễn đi, để ta nhìn, xem, tinh, chúc mừng ký chủ và mặt thành công. Phần thưởng là kim tầm tinh diệu thạch nhân 10, tinh huyết tử lôi cùng sư nhân 100, mảnh kiếm ý thăng cấp nhân 5, và mặt cũng có thể nhận được phần thưởng. Sao cứ cảm thấy hệ thống còn nhiều chức năng đi bí ẩn và chưa bị mình đào ra? Không, không thể đào. Sao ngươi có thể có nhiều linh tinh cực phẩm đến thế? Đừng nghĩ là ta chỉ có mỗi chỗ linh tinh đó. Đây, đây, đây là mảnh vỡ kiếm tâm thăng cấp hàng thật giá thật. Chỉ cần kiếm ý đạt đến mức cao nhất, tiếp tục hấp thụ năng lượng ở bên trong là có thể đột phá đến cảnh giới người kiếm hợp nhất. Kiếm người hợp nhất, hình dáng ban đầu của phôi kiếm, dám chơi dám chịu. Bắt đầu từ hôm nay, ngươi chính là sư phụ của Hoa Ngữ Mộng ta, nhưng chỉ liên quan đến ta, không đại diện Vạn Hoa Cốc. Thôi xong, đến cả sư phụ cũng liên quan đến Diệp Phong, đang cập nhật, không thiết sống nữa. Diệp Phong hiện tại là sư phụ của sư phụ mình, vậy tức là sư tổ của mình. Hiệp ước, tham kiến sư phụ, tinh, chúc mừng ký chủ nhận vị đệ tử đầu tiên. Dựa theo tình hình đệ tử, bạn được tặng quỷ mê thảo nhân 100, khô hồn kỹ nhân 100, ngũ độc bách hương hoa nhân 100, trưởng hồn linh trúc thủy nhân 100. Tinh, ký chủ bắt buộc phải cho đệ tử kế thừa truyền thống phá của. Dựa theo tình trạng phá của đệ tử, hệ thống sẽ tặng phần thưởng nhất định. Nhận đồ đệ có phần thưởng, khích lệ đồ đệ phá của cũng có phần thưởng. He he, sư phụ, đây là điểm phá của mà chúng đệ tử kiếm được, xin người nhận lấy. Môn phái phá của, quả nhiên hệ thống của thực có những chức năng mà mình chưa khám phá hết. An, không đúng, sao nghe tên của những phần thưởng này lại giống với thứ kịch độc vậy? Chẳng lẽ Vạn Hoa Cốc là thế lực chơi độc? Các người có biết thứ này không? Cỏ quỷ mê, ta và Giao Giao từng thấy nó trong bất truyền bí điển. Không ngờ lại có thể nhìn thấy nó ở đây.
Có cỏ quỷ mê thì vạn độc chi thể mà chúng ta tu luyện có thể tăng lên một cấp. Hoa Ngữ Mộng, hôm nay ngươi trở thành đệ tử đầu tiên dưới môn hạ của ta, cũng là đại sư tỷ trong tương lai. Môn quy của chúng ta ngươi vẫn nên hiểu biết một chút. Khụ khụ, lại là cỏ quỷ mê. Vì sao ngươi lại có nhiều cỏ độc linh trong truyền thuyết như vậy? Cốc chủ đời thứ ba của Vạn Hoa Cốc chúng ta sống vài vạn năm cũng chỉ có duyên từng gặp qua những bảo vật như thế này một lần mà thôi. Môn quy, Diệp trưởng lão, ngài còn đến các tông môn khác, coi như là môn quy của riêng mình ta. Nhưng ta không muốn mở núi lập tông. Sau này đệ tử bại gia môn ta sẽ trải khắp đại lục huyền thiên, thậm chí trải khắp vạn thiên hạ giới. Ha ha ha, bại gia môn. Chúc mừng ký chủ đã sáng lập bại gia môn thành công. Thưởng 10 vạn điểm bại gia, mở chức năng truyền âm tông môn, mở chức năng truyền tống tông môn. Cái gì? 10 vạn điểm bại gia? Ta vất vả lâu như vậy mà mới chỉ tích lũy được hơn 1 vạn. Sáng lập một tông môn đã cho nhiều như vậy. Chức năng truyền âm tông môn, ký chủ và đệ tử có thể dùng thần thức để truyền âm. Dù ở bất kỳ nơi đâu, ký chủ cũng có thể truyền đạt mệnh lệnh với đệ tử. Lấy giấy cho ta, vệ sinh công cộng huyền thiên. Lấy giấy cho ta, quán mì ở thiên hỏa giới. Chức năng truyền tống tông môn, cho dù đệ tử đang ở nơi đâu, ký chủ có thể truyền tống trực tiếp đến bên cạnh đệ tử. Mỗi ngày mỗi một đệ tử có thể truyền tống một lần, duy trì trong một tiếng, sau đó sẽ tự trở về nơi bắt đầu. Đợi đã, nếu như đệ tử ta thu nhận là giới miệng khác, vậy chẳng phải là nói ta cũng có thể đến giới miệng khác sao? Điểm truyền tống, bại gia môn trải khắp thế giới không còn là giấc mơ. Vậy thiên hạ giới đều đang lưu truyền truyền thuyết về bại gia môn. Gia trẻ lớn bé từng dùng đều nói tốt. Bại gia môn, cái gì vậy? Bại gia môn, nói ra làm người khác cười rớt hàm. Trật tự, Hoa Ngư Mộng, người thân là đại sư tỷ, bắt buộc phải hiểu biết sâu sắc môn quy. Ta hỏi ngươi, sau khi giao cho ngươi những cỏ quỷ mê này, ngươi sẽ xử lý nó như thế nào? Hả, ta nói, lúc bọn ta tu luyện sẽ dùng một chút, cỏ quỷ mê còn lại nếu cho phép thì ta sẽ bảo quản tốt cho sư tôn, sẽ không lén dùng trong vạn hóa cốc. Ngu xuẩn, bảo quản tốt hết tất cả, nói linh tinh cái gì thế? Chúng ta là bại gia môn, sao ngươi đến cái tinh túy của tên tông môn cũng không hiểu nổi thế? Cỏ quỷ mê không phải nên dùng tiết kiệm sao? Cỏ quỷ mê vốn dĩ là ít, ngươi còn không nỡ dùng. Cỏ quỷ mê không phải là cỏ à? Cỏ quỷ mê không phải là để cho con người dùng à? Cỏ quỷ mê thì nên cất rồi nhìn à? Dùng, cho, bản, thân, không đúng. Ta là ai? Ta là chủ nhân của vạn hoa cốc. Ta đã sống cả vạn năm. Sao bây giờ ngay cả một đệ tử cũng có thể mắng ta? Bên trong quỷ mê thảo này có độc tố. Ngươi có sợ hay không? Lạc Giao Giao và ta tu luyện vạn độc thi thể độc nhất vô nhị. Độc của quỷ mê thảo tuy cực kỳ khủng bố, nhưng ta cũng không sợ. Chỉ là Giao Giao còn nhỏ, không thể hấp thụ được nhiều. Như vậy, ta liền nói cho ngươi nên xử lý những quỷ mê thảo này như thế nào. Buổi tối trước khi đi ngủ, không cần phải lấy ra gốc quỷ mê thảo ngâm chân sao? Tu luyện một ngày thể xác tinh thần mệt mỏi, không cần phải lấy vài cọng quỷ mê thảo bỏ vào bồn tắm để ngâm sao? Tu luyện nhàm chán, không được suôn sẻ. Ở thời điểm này, không phải nên lấy tầm 10 gốc quỷ mê thảo để phát tiết, tâm tình phiền não không tốt sao? Có vẻ như ngươi vẫn chưa đủ tư cách làm đại sư tỷ, ta cần phải dành nhiều thời gian hơn trong việc giảng dạy. Sư tôn, quỷ mê thảo nhưng là một chấm gốc, nếu như lời người nói căn bản không đủ dùng mấy ngày đó. Cái này thì ngươi không cần phải lo, ta còn rất nhiều, ngươi nói xem một chút, những thứ đồ rác rưởi này, có dùng hay không dùng. Sư phụ, con nhờ có đọc trong sách về những cỏ độc và dược độc này. Sách nói những thứ này đều trên thiên đạo chiến trường xuất hiện qua, nhưng số lần và số lượng xuất hiện đều quá mức ít. Tuy nhiên, so với quỷ mê thảo xuất hiện thì số lượng nhiều hơn một chút. Cứ làm những gì mà các ngươi muốn, đây đều là vi sư đưa cho ngươi. Ngươi có thể làm bất cứ thứ gì cũng được, nhưng tuyệt đối đừng giữ lấy. Mặc dù bây giờ trong tay ta không có, nhưng không chừng vào thời điểm nào đó sẽ có một đống lớn. Còn có, ta đưa cho người 100 triệu cực phẩm linh tinh. Trở lại vạn hoa cốc, ngươi cứ cho các đệ tử dùng. Đừng quản làm gì, thiếu tài nguyên, công pháp, võ kỹ, phụ lục các thứ. Ngươi thích mua gì thì mua, tuyệt đối đừng hạ giá. Chúng ta bại gia môn, không thể chịu nổi mất mặt như thế này. Ô, mẹ nó, tại sao ta lại chấp nhận một thứ ngu ngốc như vậy? Dù sao cũng là đệ tử của mình, vẫn là cho đối phương lưu chút mặt mũi vậy. Gia trì tông môn truyền âm công năng, gia trì tông môn truyền tống công năng. Mục đích của tông môn chúng ta là gì? Đây là, ngay cả những người ở trên đời cũng có thể không biết được sức mạnh mà sư phụ vừa phát ra. Có sư phụ làm chỗ dựa, tại sao ta phải kiềm chế bản thân? Bại gia, dùng sức bại gia, dùng hết tất cả biện pháp, dùng sức bại gia. Tốt tốt, chính là như vậy, mặc dù không biết làm thế nào cô ấy có thể hiểu được, nhưng chính là phong thái này. Sư tôn yên tâm, đệ tử tất nhiên khắc ghi tông môn tôn chỉ, đem bại gia phát dương quang đại. Một người phụ nữ bại gia, thực sự muốn trở nên ngông cuồng. Một người như sư tôn sao đột nhiên lại như vậy, phải làm sao đây? Tốt, tốt, đứa trẻ có thể dạy được. Cuối cùng ta cũng tìm được hướng đi của đời mình. Lý Phi à Lý Phi, thì nhìn xem hai người chúng ta còn có duyên phận hay không. Nếu có duyên, ngày sau gặp, ta liền thu người vào bại gia môn môn hạ. Nếu như vô duyên, đó chính là chúng ta đồ hữu duyên vô phận.
Ngươi làm gì vậy? Đồ biến thái, ta sẽ không như vậy đâu. Tiểu sư cô, đây là 1 tỷ miếng linh thạch thượng phẩm. Chỉ cần bại ra hết, ta sẽ cho cô 10 giọt tinh huyết của đại yêu. Có tiền tiêu, lại còn có đồ chơi. Nhưng đừng tiêu như rác nha. Tinh huyết của đại yêu. Giao giao, ngươi nhận đi. Hừ, đừng tưởng là ngươi thắng rồi. Tiểu sư cô thật là dễ nắm thóc. Sư tôn, ta và Giao Giao phải rời đi. Bí bảo của chúng ta mỗi lần chỉ có thể áp chế tu vi 10 ngày, còn lại 1 ngày nữa. Hừ, sư diện ở Tinh Cực Tông đợi ta. Tiểu sư cô sẽ tới tìm ngươi nhanh thôi. Nếu đã như vậy ta cũng đi đây. Nơi đây không có gì hay để ở lại hết. Nói về thân phận của mình bây giờ càng ngày càng loạn. Một lúc tiểu nha đầu sẽ gọi ta đại ca ca, một lúc lại là sư diệt. Sau này sư tôn nên gọi ta là gì đây? Tạm biệt, gặp lại sau. Đã có 10 vạn điểm bại ra. Bây giờ quay về thăng cấp sức mạnh của bản thân lên dung linh cảnh đã. Đại lục huyền thiên, cuối cùng cũng thấy được ánh mặt trời. Nhưng đại lục huyền thiên này ở đâu vậy? Tốt nhất là nên tìm một thành trấn nào đó để xác định vị trí rồi mau quay về Tinh Hồn Tông thôi. Trong đại điện của Tinh Hồn Tông, lại thêm một người. Hử, là Thúc. Sao Thúc lại tới đây? Thiên Tuyết à, khi còn nhỏ ngươi thiếu gì Thúc cũng cho. Thúc có tốt với ngươi không? Hả, là Thúc đương nhiên là Thúc tốt với ta. Chắc sẽ không, Thúc già rồi, một mình lẻ loi hiu quạnh, không muốn lưu lạc nữa. Ngươi có thể kiếm cho Thúc một cái danh trưởng lão được không? Khi đó là ai cùng với phụ thân ta nói là thích tự tại, không bị nhân sinh ràng buộc. Ngươi muốn tìm nhà sao lại chạy đến đây tìm tông chủ? Ngày ấy vừa sáng lập ra tông môn, tổng số trưởng lão trong tông môn còn nhiều hơn cả đồ đệ. Là Thúc, Thúc là cường giả độ kiếp cảnh tứ trong, đến chỗ ta sợ là sẽ ủy khuất cho Thúc rồi. Không sao, Thúc đây không ủy khuất. Đây, đây là khí tức của đại yêu. Thánh nữ đại nhân, chúng ta đến rồi. Sao các ngươi lại đến đây? Còn nữa, đại yêu đáng sợ kia là Thánh nữ đại nhân, chúng ta phụng mệnh tông chủ tới đây. Sau này chúng ta sẽ ở lại Tinh Hồn Tông, bái kiến thánh nữ. Hả, các ngươi cũng muốn ở lại Tinh Hồn Tông ta? Không được, các ngươi là tương lai của Tinh Cực Tông, ở lại châu ta chỉ có nguy hiểm. Đệ tử nòng cốt xảy ra chuyện, Tinh Cực Tông phải làm sao? Các ngươi vẫn nên mau chóng quay về Tinh Cực Tông đi. Lạnh ngắt như tờ, thánh nữ, chúng ta không thể quyết định chuyện này. Tông chủ nói rồi, tiểu sư đệ ở đâu chúng ta ở đó. Tiểu sư đệ, ai là tiểu sư đệ? Đương nhiên là Diệp Phong rồi. Thánh nữ đại nhân, người không biết tiểu sư đệ ở tông môn một mình độc chiến 200 đệ tử đồng cảnh giới, nhất chiến thành danh. Năm đại tổ lão định hắn là đệ tử nòng cốt thứ 6 của tông môn. Xin thánh nữ đại nhân yên tâm, có ta ở đây sẽ không có ai dám đến chọc giận. Ngươi là thánh nữ đại nhân? Đó là phệ huyết yêu lang đã chịu đựng hay đạo thiên đạo lôi kiếp, độ kiếp cảnh cửu trọng đỉnh phong. Tông chủ nói nó là do tiểu sư đệ tiện tay bắt được trên đường, có nó ở đây bảo vệ, tông môn sẽ không cần lo lắng. Thuận, thuận đường bắt được, là Thúc. Lần này Thúc đến đây cũng có liên quan đến đồ đệ bại gia. Chuyện đó, Diệp Phong, người đã làm gì mấy ngày nay hả? Ông chủ hậu trường của buổi đầu giá thiên vũ đến rồi, La Khải là một tán tu cũng đến rồi, bổn tông ngũ thiên kiêu còn đem một con đại yêu độ kiếp cũng đến rồi. Tiếp theo còn cái gì đến nữa? Thánh nữ đại nhân, ngài tới đây một chút. Có chuyện gì? Thánh nữ đại nhân, ngài không thể trách tội tiểu đệ được. Mặc dù hắn là đại đệ tử thân truyền của ngài, nhưng hắn cũng là trưởng lão vinh dự do ngũ đại tổ lão trao tặng. Cho dù là phụ thân của ngài, cũng phải gọi hắn một tiếng trưởng lão đó. Cái gì? Từ khi nào Tinh Cực Tông có chức vị trưởng lão vinh dự vậy? Ngươi nói xem tên gia hỏa Diệp Phong kia có được như thế nào? Tông chủ nói rồi, tiểu sư, không phải, Diệp trưởng lão dùng tiền mua, nhưng tốn bao nhiêu thì không biết. Với cả tông chủ nói rồi, bảo giữ bí mật, phải giữ bí mật, lại có thể bại ra tới mức đó. Thần thức tần đạo, tiểu nha đầu người vẫn còn nhớ là có một tỷ tỷ là ta. Tỷ tỷ, tỷ nói xem, ta gọi sư tôn của sư tôn ta là sư tổ. Vậy tỷ gọi hắn là gì? Giao giao, đã gần 3 tháng ngươi không liên lạc với ta rồi, để hỏi cái này, đã là sư tổ của ngươi. Vậy thì đương nhiên cũng là sư tổ của ta. Vậy thì tiếc rồi, tỷ tỷ, đại đệ tử của tỷ bây giờ là sư tổ của ta rồi. Ta nói cho tỷ biết trước nhé, có lẽ đại ca vẫn chưa về. Tỷ, nhất, định, đừng, trách, ca ca, nha. Sư tôn hoa ngư mộng của ta đã biến thành trạng thái của đại ca ca rồi. Đúng rồi, đại ca ca tự tạo ra một cái bại gia môn. Sư tôn ta là đại đệ tử thân truyền. Qua thời gian này, ta và sư tôn sẽ đi tìm sư tổ đó. Tỷ tỷ nhớ chuẩn bị đồ ăn ngon cho ta nha, ha ha ha. Đường đường là cốc chủ của Vạn Hoa Cốc mà lại bái một tên vãn bối khí động cảnh làm sư tôn. Ha ha, tốt, đồ đệ tốt lắm. Là Thúc, nếu như ngươi muốn ở lại trong Tinh Hồn Tông nhỏ bé này của ta vậy thì cứ ở lại đi. Nhưng chỗ ta sẽ không cung cấp bất cứ tài nguyên gì. Làm phiền rồi. Thánh nữ đại nhân, chúng ta cũng không cần gì cả. Không chết là được. Hạ trưởng lão, phiền người sắp xếp cho họ đi. Tuân mệnh, thiên vũ đã rõ. Tinh Hồn Tông, tiểu thư rốt cuộc có chuyện gì thế? Tông môn loạn hết rồi, đợi Diệp Phong quay về rồi nói sau. Mặc dù không biết Diệp Phong đã gặp phải chuyện gì, nhưng ta sẽ giúp đỡ làm tiểu thư bớt giận. Diệp Phong à, về nhớ đừng quên cửu Diệp hồi hồn thảo của ta đấy. Một trấn nhỏ không rõ tên, quái lạ, giữa trưa sao mà lại có gió lạnh thế này. Nghe nói chỗ này còn cách Tinh Cực Tông hơn 300 cây nữa.
Nếu như mình biết ngự kiếm bay thì tốt rồi. Ngay cả Tinh Cực Tông mà cũng phải đi mất hơn 20 ngày thì càng đừng nhắc đến Tinh Hồn Tông. Phải nghĩ cách gì đó. Xem bói, lại là ông già lừa đảo đó. Lại đang lừa người khác rồi. Xem bói, ta vốn là trưởng lão của Thiên Cơ Các, tinh thông thiên huyền bí thuật, trưởng lão Thiên Cơ Các, Chu Thông. Trong thế giới huyền huyễn mà cũng có lão thần côn giả danh lừa bịp, chỉ cần mời lão tử ăn một bữa là được, chỉ giới hạn một người, bỏ lỡ là thật sự không còn đâu. Tiền bối, tùy ý tính giúp ta một quẻ đi. Tiểu huynh đệ, ta vừa thấy ngươi là đã có duyên, nhưng ta cũng có quy tắc riêng của ta, ăn cơm trước rồi xem sau. Không vấn đề, ngươi chọn tửu lâu đi, đồng phu khách điếm. Tiểu huynh đệ, thật sự hào phóng, lão đầu tử ta công nhận ngươi. Ha ha, tiền bối ăn cơm thì đừng nói chuyện, nửa tiếng sau, lão đầu tử ta ăn no rồi. Nào, mời ra một giọt máu của tiểu huynh đệ ra đây, ta giúp ngươi tính. Ha, giống hệt với lão thần côn trong ký ức của ta, ta cho điểm tuyệt đối về quần áo, của nhiên lại phải trích máu. Tinh, hệ thống đã quét được một sức mạnh đặc biệt đang tra xét quỹ đạo vận mệnh của ký chủ. Công năng diệt độc sẽ tự động khởi động. Hử, Tinh, diệt độc thành công. Tiền bối, ô địch, đây không phải là lừa đảo. Vậy mà lại có bản lĩnh thật, đã ép hệ thống phải tự động dùng công năng diệt độc rồi. Ngươi, ngươi. Tiền bối, thật sự ngại quá, vì một vài nguyên nhân đặc thù từ ta mà khiến thần hồn của ngươi bị tổn hại. Sức mạnh bá đạo kia là gì? Xích chút nữa làm cho hồn phách của mình bị hủy hết. Mình chỉ muốn dùng thiên huy bí thuật để kiểm tra phúc duyên và hùng vận trong tháng tới thôi mà. Tiền bối, thật xin lỗi, vì một vài nguyên nhân đặc biệt nên đã làm cho hồn phách của tiền bối chịu tổn hại. Đừng qua đây, ngươi đừng qua đây, để ta bình tĩnh đã. Vừa hay ở chỗ ta có một gốc linh thảo, chắc có thể giúp tiền bối nhanh chóng phục hồi hồn phách. Cửu Diệp hồi hồn thảo, may mà có lão thần côn này mới làm cho ta biết được công năng được ẩn giấu của hệ thống. Dùng linh thảo xem như bồi thường đi. Tiểu huynh đệ, không được đâu, cho ta thì lãng phí quá, không bằng đem nó đi bán cho luyện đan sư cửu phẩm. Còn nữa, nếu ngươi không có sức tự vệ, cầm lấy nó sẽ chỉ có tai họa diệt thân. Lão thần côn này không chỉ có bản lĩnh, con người cũng không tệ. Tiền bối, ta biết cửu diệp hồi hồn thảo này, ngài cứ dùng đi, nếu không ta sẽ lấy ngâm chân. Lấy cửu diệp hồi hồn thảo để ngâm chân? Đùa đấy à? Không, chắc hẳn muốn ta yên tâm mà dùng đấy nhỉ. Tinh, chúc mừng ký chủ khai phá được hai công năng ẩn giấu của hệ thống. Ban thường 10.000 điểm bại gia, ban thường cửu diệp hồi hồn thảo nhân 100, thiên huyền bí thuật đốn ngộ đan nhân 100. Hai loại, gần đây hệ thống cho điểm bại gia thật hào phóng. Không biết công năng ẩn giấu khác sẽ được ban thưởng cái gì. Thiên huyền bí thuật đốn ngộ đan, vừa nghe đã thấy không tầm thường. Xem ra đốn ngộ đan này với mấy đốn ngộ đan trước đây không có liên quan gì. Một giờ sau, không hổ là cửu diệp hồi hồn thảo, tình trạng vết thương hồi phục đến 89 phần. Nếu tên gia hỏa kia biết mình ăn sống linh thảo trong truyền thuyết, sợ là sẽ đánh chết mình. Lẽ nào dược hiệu của cửu diệp hồi hồn thảo vẫn chưa đủ? Tiền bối, có phải là hồn phách vẫn chưa được chưa khỏi? Vậy thì ăn tiếp đi, không ăn hết, chúng ta dùng ngâm chân. Hả, ngâm chân? Sao ngươi lại chuyện lạc như vậy? Lấy thứ quỷ báo này đem đi ngâm chân. Mấy phút sau, chập, thoải mái quá. Sống ở trên đời cái gì hưởng thụ được thì nên hưởng thụ thật tốt. Tiểu hữu ngươi thật là sáng suốt. Sống ở trên đời nên là như vậy, nên là như vậy. Ăn sống cửu diệp hồi hồn thảo, còn dùng để ngâm chân, quả là nghiệp chướng. Đôi chân thối của mình thật không xứng mà. Lão Chu, ông là trưởng lão của Thiên Cơ Các thật sao? Tại sao đường đường là trưởng lão lại suýt chết đói trên phố? Của thực ta là một trong số các trưởng lão của Thiên Cơ Các. Lần này đến Phong Diệp Thành còn có nhiệm vụ bí mật. Người biết sẽ hiểu. Nhiệm vụ bí mật, hệ thống. Có thể tra ra được nhiệm vụ của lão Chu Thông này là gì không? Tinh, kích hoạt công năng bí mật dò xét thiên cơ. Ký chủ cần tham gia vào việc thăm dò thiên cơ. Tinh, Chu Thông đã dùng thiên huyền bí thuật, bí mật dò xét thiên cơ của ký chủ. Tinh, ký chủ đã thỏa mãn điều kiện, bắt đầu công năng thăm dò thiên cơ. Thì ra còn có công năng thăm dò thiên cơ. Không ngờ giúp lão Chu đây lại giúp mình mở được hai công năng ẩn giấu, còn giúp mở khóa hoàn thành điều kiện. Lão Chu, đại ân không biết nên bảo đáp thế nào. Năm viên thiên huyền bí thuật đốn ngộ đan này xin nhận cho. Ngươi đã tặng ta cửu diệp hồi hồn thảo rồi, lại còn mời ta ngâm chân. Không phải là ta nên cảm tạ ngươi sao? Ta cũng đâu thể nói là lão giúp ta mở khóa công năng ẩn giấu được nhỉ. Khoan đã, vừa rồi ngươi nói đan dược này là gì? Ồ, ta nói thiên huyền bí thuật đốn ngộ đan này có hạn chế tương đối lớn. Đáng tiếc chỉ có thể lĩnh hội thiên huyền bí thuật. Đáng tiếc, ngươi có biết thiên huyền bí thuật huyền bí bao nhiêu không? Lĩnh hội khó biết bao không? Hàng vô số người, nhưng lại không tìm được một ai có thể tu luyện được. Lão Chu, có muốn thử một viên xem sao không? Hừ, nếu nói không muốn thì nhất định là giả. Hệ thống, sử dụng công năng thiên cơ bí mật dò xét tra xem nhiệm vụ của Chu lão ở Phong Diệp Thành là gì. Tinh, nhiệm vụ của Chu Thông là nhận lệnh của các chủ thiên cơ các tìm thánh nữ thiên cơ các tương lai. Không ngờ nhiệm vụ bí mật của lão Chu lại mạnh tới vậy. Hay là mình giúp lần này? Tinh, phát hành nhiệm vụ ngẫu nhiên, thu nhận thánh nữ thiên cơ các trở thành đệ tử của bại gia môn. Nhiệm vụ có liên quan đến rất nhiều điểm bại gia, có thể từ chối. Đào góc tường à? Hệ thống ngươi muốn chơi thế này sao?
Lão Chu đang hoàn toàn chìm đắm trong giác ngộ nên không nhận thức được mức độ quan trọng của sự việc. Xin lỗi nhà lão Chu, hệ thống, tra tên và vị trí của thánh nữ Thiên Cơ Các. 20 phút sau, tiểu hữu, ngươi còn bao nhiêu đốn ngô đan cứ việc đưa giá. Ta đại diện cho Thiên Cơ Các mua hết toàn bộ, quả thực ta vẫn còn một chút, nhưng không thể bán cho các người được. Tại sao? Bởi vì ta phải giữ lại cho Dạ Lăng Tuyết. Cái gì? Sao ngươi lại biết? Ta có một đề nghị, đó chính là Dạ Lăng Tuyết trở thành đệ tử của hai bên. Các ngươi phụ trách dạy, chúng ta cung cấp tài nguyên. Không thể nào, thánh nữ của Thiên Cơ Các chúng ta tuyệt đối không thể tham gia vào thế lực khác. Không được, ta phải nhanh chóng tìm được thánh nữ, tuyệt đối không thể để hắn đi trước một bước. Tốt lắm, hắn trúng kế rồi, lão Chu cũng thật đáng thương. Thiên Cơ Các không tính thời gian, cô ta vẫn chưa đến Phong Diệp Thành. Tìm vô ích mất mấy hôm, 2 giờ sau, thật muốn có người vỗ lưng ta, nếu có Lý Phi người ở đây thì tốt rồi. Lại nói đồ đệ thứ hai của mình rốt cuộc sẽ thế nào nhỉ? Dạ Lăng Tuyết, trẻ trung xinh đẹp, thủy mị thước tha, đây nhất định chính là đệ tử tương lai của ta. Lý Phi, xem ra sư đồ ta và người vô duyên rồi, đệ tử của ta sau này đều là nữ đồ đệ xinh đẹp, người đã được định sẵn là tiểu đệ rồi. Ô, vị tiểu thư xinh đẹp này, xin hãy đợi một chút. Hừ, có chuyện gì, để ta giới thiệu một chút. Ta là Diệp Phong, là môn chủ của Bại Gia Môn. Hôm nay chúng ta có duyên, ta muốn thu nhận cô làm đệ tử môn hạ, không biết cô có đồng ý không? Ha ha ha, chuyện này thì có gì đáng để cười chứ. Ta thấy buồn cười vì có người đặt một cái tên trẻ con như vậy làm tông môn. Với lại Diệp môn chủ, ngươi chỉ có khí động cảnh cửu trọng đỉnh phong. Đương nhiên mỗi người đều có mục tiêu của mình. Dùng thực lực này sáng lập tông môn mình cũng không có gì đáng trách. Nhưng, ngươi dựa vào cái gì muốn đem ta thu làm môn hạ đệ tử của ngươi? Ngươi cũng biết tu vi của ta đã đạt đến trúc cơ bát trọng. Trúc cơ bát trọng, thực lực này của ngươi xác thực có chút thấp. Dù sao ngươi có đại sư tỷ là độ kiếp cảnh cửu trọng đỉnh phong, chênh lệch của thực là có chút lớn. Nhưng mà ngươi yên tâm, dù sao tông môn của chúng ta cũng không quan tâm đến thực lực, cứ thoải mái đi. Ngươi có thực lực thấp mà còn khinh thường ta, còn nói có đệ tử là cửu kiếp cảnh đỉnh phong, ngươi đang lừa ta sao? Thấy người đẹp trai ta mới nói chuyện với ngươi lâu, thật đúng là đang tìm phiền phức mà. Ngươi hỏi ta dựa vào cái gì thu ngươi làm môn hạ, vậy ta liền nói cho ngươi, vi sư có là linh thạch, nhiều vô số kể linh thạch, về sau ngươi tu luyện cần có cái gì, ta đều có, vi sư đều có thể giúp ngươi giải quyết. Người căn bản là một tên ngốc, người một cái đại ngốc có gì đáng giá để ta đi theo người nếu không có khuôn mặt đẹp trai đó của ngươi, ta đã bóp chết ngươi rồi. Tốt, ngươi nói ngươi có vô số tài nguyên, chỉ cần ngươi có thể xuất ra một ước viên cực phẩm linh thạch, Dạ Lăng Tuyết ta sẽ bái ngươi làm sư, gia nhập vào Bại Gia Môn của ngươi. Không, đừng để bị lừa, có phải vì ta quá nghèo, tại sao lại tính giá cao hơn ta? Nhỏ, ngươi bố cục quá nhỏ, cùng đại sư tỷ ngươi so sánh, thật sự là kém quá xa. Cầm lấy đi, coi như là vi sư đưa cho ngươi lễ gặp mặt. Có phải vừa nãy tên này vừa nhìn vào ngực của ta? Nhỏ, tại sao ngươi lại bảo ta bố cục nhỏ? Hả, đây, phải làm sao bây giờ? Ta thực sự không muốn gia nhập tông môn đó. Sư tôn có tu vi yếu hơn đệ tử, ta cảm thấy có chút xấu hổ. Hay là ta cầm lấy một ước cực phẩm linh thạch này chạy trốn? Không được, nếu tâm ma xuất hiện, ảnh hưởng đến việc tu hành của ta thì sao? Chờ một chút, chẳng lẽ trong tông môn thật sự có sư tỷ độ kiếp cảnh cửu trọng đỉnh phong sao? Nếu thật sự có, ta cũng có thể gia nhập. Ngươi suy nghĩ thế nào rồi? Diệp môn chủ, ngươi nói ta cùng đại sư tỷ kém rất xa. Không biết đại sư tỷ lúc trước muốn bao nhiêu linh thạch? Cũng giống như ngươi, là một ước linh thạch. Nhưng đại sư tỷ ngươi muốn là một ước cực phẩm linh tinh. Linh tinh ngươi có biết không? Cực phẩm linh tinh, nói thật, liền xem như đại sư tỷ ngươi, một ước cực phẩm linh tinh ta đều cảm giác bố cục nhỏ. Cái gì? Một ước cực phẩm linh tinh? 100 triệu linh tinh cực phẩm? Nói thật thì đại tỷ của cô muốn 100 triệu linh tinh cực phẩm, ta còn cảm thấy ít. Diệp môn chủ, nói miệng không bằng chứng, cho ta xem thử xem là được. Xem ra cô ta còn cơ trí hơn cả đại sư tỷ, đưa cô. Đây chính là hào quang của linh tinh cực phẩm sao? Cô gái đó đang làm gì thế? Cầu hôn, thanh niên bây giờ thật là... đi thôi, đệ tử Dạ Lăng Tuyết, bái kiến sư tôn. Sư tôn ta xem xong rồi. Ừ, trẻ con dễ dạy. Tinh, chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ ngẫu nhiên. Ban thưởng 3 vạn điểm bại gia. Tinh, chúc mừng ký chủ có đệ tử thứ hai. Ban thưởng thiên huyền bí thuật đốn ngộ đan nhân 10.000. Ban thưởng nhân của đạo vận, sau khi dung hợp nó... cơ thể tăng cường mức độ ngăn cản nhân của nhất định vì thăm dò thiên cơ. Không có gì được coi là mạng sống, dù có mất mạng thì bạn cũng sẽ mất nó. Chảy một ít máu mũi không hề làm sao, vẫn ăn ngủ tốt, thứ này được đó nha. Sư tôn nghĩ cái gì mà cười ngơ ngạch thế nhỉ? Người không biết nhìn thấy hệ thống. Dạ Lăng Tuyết, mặc dù cô gia nhập Bại Gia Môn, nhưng tông môn không có nơi chiếm đóng, cô nhớ thân phận này là được. Nhìn tiểu thư nhà chúng ta xem, tìm chết, ta chỉ đang tìm người thôi mà. Người của Thiên Cơ Các đang tìm cô, mệnh của cô định là thánh nữ của bọn họ. Ta không ăn cô vì cô của thực có thiên phú phương diện đó. Nhân của đạo vận này nhìn thấu cơ duyên thấm nhân của, nó có thể ngăn chặn được nhân của ở một mức độ nhất định. Sau này cơ duyên cẩn thận chút. Ô, được, thật ra vùng ngực không phải là nơi cần thi ấn. Ta có 1 vạn viên thiên huyền bí thuật đốn ngộ đan. Khi cô tu luyện gặp phải khó khăn thì ăn nó, hết rồi vi sư lại nghĩ cách làm tiếp.
Tại sao Sư Tôn lại đối xử với ta tốt như vậy? Thánh nữ Thiên Cơ Các, Thiên Huyền Bí Pháp Đối Ngộ Đan, nhân của Đạo Văn, chẳng lẽ Sư Tôn đang kiểm soát toàn bộ thế cờ tiếp theo của Đại Lục Huyền Thiên? Sư Tôn yên tâm, đệ tử nhất định sẽ kiểm soát Thiên Cơ Các, làm cho Thiên Cơ Các trở thành thế lực phụ thuộc vào Bại Gia Môn chúng ta. Kiểm soát Thiên Cơ Các, thế lực phụ thuộc, não của Dạ Lăng Tuyết nghĩ thành cái gì vậy? Dạ Lăng Tuyết, vi sư không phải. Sư Tôn, đại sư tỷ có phải là đang thân cư cao vị ở trong một thế lực hùng mạnh nào đó không? Ừ, nhưng mà, Sư Tôn, người của Thiên Cơ Các đang ở nơi nào? Nói cho ta biết, ta sẽ tạo ra cơ hội ngẫu nhiên đánh vào nội bộ Thiên Cơ Các, trở thành thánh nữ thu nạp bọn họ. Lăng Tuyết à, thực ra là hiểu. Sư Tôn, đệ tử đã hiểu rồi. Xin Sư Tôn tin tưởng đệ tử. Cô có thể đừng tự biên tự diễn nữa được không? Cô hiểu cái quái gì? Ta thu nhận đệ tử chứ không phải là thu nhận diễn viên phim gián điệp. Ta quả là nợ cô một giải Oscar đấy. Chợ trên phố, ấy, ôi chao, nhìn thấy lão già luộm thuộm kia không? Ông ta chính là trưởng lão của Thiên Cơ Các. Ô, ông ta chính là thiên hạ đệ nhất thuần toán. Sư Tôn, ta đến chỗ ông ta xem quẻ để xem ông ta có đoán được ta là ai không? Lăng Tuyết, cô đợi, Sư Tôn, đệ tử đi đây. Ta tuyệt đối sẽ không làm người thất vọng đâu. Lại nói vừa rồi người muốn nói cái gì? Ấy, không có, cố lên, bỏ đi. Cô ta muốn chơi thế nào thì chơi như thế, làm cho Thiên Cơ Các đau đầu đi. Gió điêu hưu sông dịch lạnh lùng, tráng sĩ một đi không trở về. Hi, cô là, lão già kia chắc sẽ không bị Dạ Lăng Tuyết lừa đâu nhỉ. Chạy nhanh như vậy làm gì? Khoan đã, có phải mình quên gì rồi không? Mà nó, quên mất chưa kích hoạt công năng truyền âm tông môn và dịch chuyển tông môn cho Dạ Lăng Tuyết rồi. Chỉ đánh sau này rồi bổ sung sau vậy. Cánh cổng thành hàng trăm mét. Hừ, tên tiểu tử thối nhà ngươi còn muốn cướp thành nữ của Thiên Cơ Các chúng ta. Còn không phải bị ta tìm thấy trước. Lão già này, ngần này tuổi rồi còn bị sư tôn của ta xoay vòng vòng, cũng không tính toán chuẩn bằng sư tôn. Buổi tối, ngoài trời, trời tối quá, vẫn nên để ngày mai rồi đi tiếp đi. Vậy mà lại có sơn động, được đó, đánh một giấc ở đây đi. Một lúc sau, suối quẩy, bận rộn cả ngày rồi mà không gặp được con yêu thú nào. Thiếu chủ, chi bằng chúng ta về Sơn Trang đi. Lão Béo, ngươi dạy ta làm việc đó à? Thiếu chủ của Kính Nguyệt Sơn Trang, Trương Hàng, người hộ đạo Lão Béo, không dám. Bản chất ngu ngốc, linh căn yếu kém, kiêu ngạo chuyên quyền, chỉ biết ăn chơi sa đọa, không chịu tu luyện. Nếu không phải trang chủ có lệnh, người nghĩ ta đồng ý trở thành người hộ đạo sao? Bên kia có sơn động, hôm nay chúng ta nghỉ ở trong rừng đi. Nếu ta không giết được yêu thú trở về, vậy thì lũ khốn kia thực sự sẽ tưởng rằng Trương Hằng ta là phế vật. Hư, linh hài cảnh bé nhỏ mà đòi đấu với yêu thú, đem xác yêu thú về sẽ có người tin ngươi sao? Lừa mình dối người, áo lại phế vật nực cười. Không có phụ thân ngươi, ngươi còn có thể như nào? Lão Béo, mau đến xem. Hừ, thiếu chủ, ngài phát hiện ra cái gì? Học được rồi, tên bại gia ở bên trong châu bò thật. Sao ta không nghĩ đến việc dùng linh thạch làm giường nhỉ? Tên phế vật ngươi không học những cái hay ho, lại đi học người ta bại gia. Học được rồi, Lão Béo, giết chết hắn. Tối nay ta phải ngủ trên giường linh thạch cực phẩm kia. Thiếu chủ, em là thân phận của đối phương không đơn giản đâu. Không chừng hắn cũng có người hộ đạo rất mạnh. Vì để bảo vệ tính mạng, chúng ta vẫn nên. Ta nói là giết hắn, ta không muốn nói lại lần thứ ba đâu. Được, nếu có thêm một cô gái thì càng hoàn mỹ hơn. Nguy hiểm quá, suýt chút nữa thì để cho hai tên khốn này quấy rầy chủ nhân ta nghỉ ngơi rồi. Đây là cái gì? Một con muỗi có thể vượt qua được dấu hiệu mục tiêu tử vong. Có chút thú vị đó, vừa hay có thể gây ra chút phiền phức cho chủ nhân của ta. Như vậy thì ta có cơ hội ra ngoài hóng gió rồi. Sáng hôm sau này nhất định phải báo hệ thống cho mình cái chăn. Bằng không giường linh thạch này cứng quá. Tên, Diệp Phong, tuổi 18, cảnh giới, khí động cảnh cửu trọng đỉnh phong. Thể chất, phàm thể, võ kỹ, nhân cấp thượng phẩm, có thể mở rộng truy cứu, ý cảnh, tử vong kiếm tâm chi cảnh, thần thông, không, vật phẩm, đốn ngộ đan nhân 120, có thể mở rộng truy cứu, điểm bại gia 141.010, sản phẩm bại gia hôm nay, lục phẩm cửu giai thiên lôi phủ triệu nhân 10.000, lục phẩm cửu giai thiên lôi phủ triệu, tương đương với một đòn toàn lực của tư phủ cảnh cửu trọng, điểm bại gia có hơn 14 vạn đến lúc tăng sức mạnh rồi. Tiêu hao 9, không, tiêu hao 9 vạn 9 điểm bại gia, đột phá sức mạnh lên đến trúc cơ cảnh cửu trọng đỉnh phong. Thành công, trúc cơ cảnh cửu trọng đỉnh phong. Đột phá hai đại cảnh giới liên tiếp thật là thoải mái, hiện tại rốt cuộc đã đạt tới trúc cơ đỉnh phong. Cái này mẹ nó tình huống gì thế này, ngủ một giấc liền có hai bộ thi thể, ta mẹ nó chấn thương cổ tim đột phá, lại là tại hai bộ thi thể chứng kiến phía dưới hoàn thành. Hai cái thi thể này đã bị giết ngay lập tức, chẳng lẽ là do hộ vệ bại gia làm sao? Chuyện gì đang xảy ra vậy? Bỏ đi, thu dọn đồ đạc và đi thôi. Sư phụ, ta sẽ cho ngài tất cả. Ngài cưới ta chứ? Ta đồng ý, con gái ta giao cho ngươi đó. Vợ à, chúng ta cùng nhau sinh ra một đội bóng nha. Vậy thì phải tùy vào chàng rồi. Ta không đồng ý, nơi ở của Lạc Thiên Tuyết. Vợ à, em làm sao vậy? Tỷ, đang tranh cãi về điều gì vậy?
Không sao đâu, may mà nó chỉ là một giấc mơ. Chúng ta ngủ tiếp thôi. Khoan đã, không đúng. Tinh Hồn Tông. Thánh nữ, có chuyện gì thế? Ta có thể giúp gì cho ngài không? Vụ nổ vừa nãy là gì vậy? Không có gì, ta chỉ là mơ ngủ thôi. Ta sẽ ngủ 2 ngày tiếp theo. Các người hãy trông chừng cho ta. Hạ, cái này, nếu có xe ngựa ở đây thì tốt rồi. Mệt quá đi, khu rừng nào đó. Kia là, thương đội, bọn họ có xe ngựa. Chào ngài, xin đợi một chút. Ngươi là ai? Tại sao lại chặn đường chúng ta? Mạnh Đường Vũ, huynh đệ, ta muốn gia nhập đội buôn, mà ta... Ngươi cho rằng ta sẽ cho một kẻ không biết nội tình gia nhập thương đội sao? Liên tục lên đường. Sớm biết thế này thì mình cũng đã thành lập một thương đội rồi. Sao trước kia mình không nghĩ ra nhỉ? Thành trấn tiếp theo mình nhất định phải thành lập một thương đội, làm xe ngựa, rồi thuê người hầu hạ mình. Hừ, nãy ngươi muốn đi theo thương đội sao? Có chuyện gì à? Công tử nhà ta nói cho ngươi một cơ hội. Chỉ cần ngươi có thể thắng ngày ấy thì ngươi sẽ được đi theo thương đội của chúng ta. Ô, còn có chuyện tốt như này. Tại hạ Hoàng Tiểu Phi, thần tàn cảnh cừu trọng đỉnh phong, thiếu chủ của thần hải thương hội. Hoàng Tiểu Phi, tên tóc vàng này trông thế nào cũng không giống thiếu chủ của thương hội. Diệp Phong, trúc cơ cảnh cừu trọng đỉnh phong. Huynh đệ, đừng nói Hoàng Tiểu Phi ta ức hiếp ngươi. Ta chấp ngươi 3 chiêu, thủ đoạn nào cũng được, có phải là rất tốt cho ngươi không? Còn thích ra vẻ hơn cả mình. Không dạy dỗ ngươi thì có lỗi với thân phận vai chính của ta quá. Vậy thì đừng trách ông đây không khách khí nữa nhé. Thiếu chủ cẩn thận, tên này rất nguy hiểm. Không phải chỉ là một trận tỉ thí thôi ư? Thiếu chủ thắng hay thua đều sẽ để ngươi gia nhập thương đội. Ngươi cầm chỗ phù triệu này quá đáng quá rồi nhỉ? Thiếu chủ xin đừng chen ngang. Phù triệu này chẳng qua chỉ là ta lấy ra chơi thôi, cũng không hại người. Sử dụng công năng thăm dò thiên cơ một lần, cho dù Hoàng Tiểu Vi có thắng hay thua thì đều sẽ để cho mình vào thương đội. Tinh, nhưng gì đối phương nói là thật? Lần này là lòng dạ mình hẹp hòi rồi. Tám tấm phù triệu này em là át chủ bài của ngươi đi. Ngươi nào lấy thứ này ra chơi, có quỷ mới tin. Nếu đã không tin, vậy thì ta phải cho các ngươi một màn pháo hoa coi như nhận lỗi rồi. Vừa rồi xảy ra chuyện gì thế? Được rồi, ta tin ngươi lần này, thứ lỗi cho khẩu khí của ta. Nào nào, vẫn xin các vị giúp đỡ một chút. Mạnh quan gia, hơn 100 tấm hồ lô này là sao? Cái này gọi là phù triệu chứ không phải hồ lô. Một tấm này bằng với 100 triệu linh thạch cấp thấp đó. Xin các vị giúp ta hoàn thành một lần hành động nghệ thuật, một màn tiệc thiên lôi đi. Ném hết những tấm phù triệu thiên lôi trong tay của các vị lên đi, để cho thiên lôi đánh mãnh liệt hơn nữa đi. Nhiều người như này vừa hay có thể giúp bại gia, sau này cho bọn họ chút lợi ích còn cả phần thưởng. Ta quả là một bại gia thiên tài, tên này vậy mà lại có thể lấy ra một số lượng lớn phù triệu lục phẩm cấp 9. Sợ là thân phận của thiếu chủ cũng không thể đánh bại được người này. Huynh đệ, chỗ này người vẫn nên cầm lại. Đại ca, ngươi nói thật à? Vậy ta ném thật nhé. Đương nhiên là thật rồi, mau mau ném đi. Tất cả mọi người nghe lệnh, ném phù triệu. Sâu quá, thành cái hố luôn. Lần đầu tiên ta thấy đó, người vậy mà lại tiêu tốn hơn 80-90 triệu tấm phù triệu này. Lần này trở về ta có thể dùng thiên lôi này cả đời. Sự nổi bật này là do lão tử làm ra. Mạnh quản gia, sau này phụ thân có mắng chửi ta bại gia, ngươi phải làm chứng cho ta không đủ bại gia. Tinh, chúc mừng ký chủ đã hoàn thành hết sản phẩm bại gia hôm nay. Ban thưởng 1.000 điểm bại gia, ban thưởng thần thông thiện ác Phật Đà. Vậy mà lại ban thưởng một thần thông, lần này có thể đạt được thần thông nhờ có những người này. Hệ thống, cho mỗi người 100, tinh, 1 vạn linh thạch cực phẩm, 1 vạn, không thể nhiều hơn, ta còn chưa nói xong mà. Đa tạ vừa rồi các vị đã ném giúp ta những tấm phủ triệu đó, chỗ linh thạch cực phẩm này hy vọng mọi người không chê. 1 vạn, thực sự là 1 vạn miếng linh thạch cực phẩm, điên rồi, có phải ta đang mơ không? Nhiều linh thạch cực phẩm như thế này, ta làm mở thương hội cả đời cũng không kiếm được. Mỗi người 1 vạn miếng linh thạch cực phẩm, 108 người là 108 vạn à. Bình thường các người đều bằng ta bại gia. Ta bại gia, ta bại gia ở chỗ nào chứ? Đợi ta quay về ta phải nói chuyện này với phụ thân để phụ thân biết nỗi oan ức hơn 10 năm của ta. Cái gì? Không có hắn bại gia, ngài còn muốn học theo hắn có đúng không? Hai người họ không phải là đang tán tỉnh ve vãn nhau đâu nhỉ? Đau đau đau, mạnh quan gia, có chuyện gì à? Mạnh quan gia, Trương Hải ta rất biết ơn sự chăm sóc của thương hội, nhưng lần này đường đi nguy hiểm. Có 1 vạn miếng linh thạch cực phẩm ta cũng không đi. Mạnh quan gia, ngài biết ta mà có 1 vạn miếng linh thạch cực phẩm, ta muốn về với con trai ta. Ta cũng không còn thiếu tài nguyên rèn luyện nữa. Mấy phút sau, tình trạng của thương hội bây giờ, 3 người 1 ngựa. Mọi người có lòng tốt đưa ta đi cùng, ta lại làm cho thương hội tan đàn xẻ nghé. Biết thế này thì đã không cho 1 vạn linh thạch cực phẩm rồi. Tinh, chúc mừng ký chủ bại gia thành công. Thưởng 200 điểm bại gia, thưởng huyết tham đan đan phương. Mạnh quan gia, thật xin lỗi, ta cũng không nghĩ là những người đó lại tham của bất chính như thế. Vốn dĩ mỗi người 1 tỷ linh thạch, may mà chỉ cho 1 vạn linh thành cực phẩm. Nếu cho bọn họ 1 tỷ thật, vậy thương hội chúng ta còn mở làm gì? Nếu chỉ dựa vào của trời cho vậy còn cần phải nổ. Hự, đại ca, huynh xem, huynh sắp làm mạnh quan gia tức chết rồi. Mạnh quan gia, với tình hình bây giờ của ngài, cần có thiên tài địa bảo gì mới có thể chữa lành thương tích được? Sao cứ cảm thấy hình như không có cái nào dùng được? Cửu Diệp hồi hồn thảo, kiên tầm tinh diệu thạch,
Tử Lôi cùng sư đại yêu tinh huyết, đốn ngộ đan, kiếm tâm tiến giai toái phiến, thiên huyền bí thuật đốn ngộ đan. Ta nhớ những thứ này chỉ có ở trong sách cổ mới đúng nhỉ? Quả thực là vậy, rốt cuộc hắn muốn giúp trị thương hay là đang cố ý phô trương đây? Những thứ ta có vẫn ít quá, thời khắc mấu chốt lại chẳng có tác dụng gì. Mạnh quan gia, chắc ngài cũng rõ tình hình thương tích của bản thân. Cần đan dược gì ta nhất định sẽ chịu trách nhiệm đến cùng. Khởi động bách hóa, lại bắt đầu phô trương rồi à? Ta là khí huyết công tâm, cần một miếng huyết tham đan phương bát phẩm mới có thể trị thương. Hơn nữa phải là ngũ văn trở lên mới được. Huyết tham đan, hình như đan phương vừa rồi là mình được ban thưởng là huyết tham đan phương thì phải. Hệ thống chỉ định huyết tham đan bát phẩm, số lượng 10 viên. Dù có bao nhiêu cũng đưa hết cho ta. Tinh, mở khóa tổng cộng 80 hũ đan dược, tiêu hao 8.000 điểm bại gia, đạt được 10 viên huyết tham đan bát phẩm cửu văn. Hạ, mới tốn 8.000 điểm, chỗ đan dược hệ thống kia đi đâu cả rồi, tôi không biết nha. Mạnh quan gia, ngươi gây khó dễ cho người ta quá rồi nhỉ, vị huynh đệ kia chỉ là thích ra vẻ thôi mà. Biết rồi, ta không gây khó dễ nữa là được. Hệ thống chó, lần trước lúc mở vó kỹ địa cấp có phải cũng nuốt chừng ta rồi không? Ký chủ đừng kéo nữa, có người tìm ngươi rồi, vị công tử này. Không có thì thôi, tôi chỉ đùa thôi, dù gì thì huyết tham đan cũng sẽ sớm thất truyền. Mạnh quan gia, ta tìm thấy huyết tham đan của ta rồi, ngươi có huyết tham đan thật, chẳng lẽ là cửu văn? Mạnh quan gia, đừng ngây ra đó nữa, mau chóng sử dụng huyết tham đan đi. Đan dược này ta có muốn cũng không mua được. Công tử, thật ra vết thương của ta không nghiêm trọng lắm, nghỉ một lát là sẽ phục hồi ngay thôi, không cần dùng tới loại đan dược quý báu như này. Quý báu? Viên đan dược này thì quý báu cái quái gì? Đan nước, đấy là cửu văn trong truyền thuyết đó, có lẽ đối với hắn mà nói thì là vậy. Lại nói, Diệp ca muốn làm gì? Nào, ngựa nhỏ, cho mày ăn này. Đừng mà, Tinh, tuân thủ tiêu chuẩn phương thức bại gia. Chúc mừng ký chủ bại gia thành công. Ban thưởng 3.000 điểm bại gia, mặc dù đã tốn nhiều điểm bại gia, nhưng điểm số kiếm được cũng nhiều như vậy. Vậy thì mình có thể kiếm được 1.900.000. Nào thêm vài viên đi. Đừng bại gia thêm nữa mà. Mạnh quan gia, ngài xem huyết tham đan cửu văn này. Đừng, ta ăn, đừng nói, mùi vị cũng khá được đó. Mạnh quan gia, cuối cùng người cũng đã biến thành loại người mà bản thân căm ghét nhất rồi. Tinh, tuân thủ tiêu chuẩn phương thức bại gia. Chúc mừng ký chủ bại gia thành công. Ban thưởng 3.000 điểm bại gia, huyết tham đan cửu văn nhân 1.000. Đan dược này sẽ không đạt được phần thưởng bại gia. Xem ra vết thương của mạnh quan gia cũng không nghiêm trọng mấy. Lúc ăn huyết tham đan cửu văn quả là bại gia. Phải diễn xuất bằng thực lực, 1.000 viên, nên dùng thế nào đây? Hoàng thiếu gia, có phải là huynh cũng muốn ăn huyết tham đan cửu văn này không? Ô, ta cũng có phần sao? Ăn đi, mấy viên đan dược này ta nhiều lắm. Đa tạ Diệp huynh đệ, mấy phút sau, cuộc sống bại gia thật không tệ, ưu định luật vào mặt. Diệp ca sau này chính là đại ca của Hoàng Tiểu Phi ta. Sau này cần gì huynh cứ việc nói, tiểu đệ sẽ đốc sức giúp đỡ. Được được, tiểu đệ này ta nhận. Tiểu Phi, đợi trở về rồi ta sẽ giải thích cho phụ thân của ngài hiểu. Hả, chẳng lẽ loại chuyện tranh này vẫn còn phát triển kiểu đó hả? Ngài thật không đủ bại gia, hơn 10 năm nay ngài đã chịu nhiều oan ức rồi. Tầm nhìn của hội trường hẹp quá, mạnh quang gia, thì ra không phải là bày tỏ à. Đúng rồi, các ngươi nói huyết tham đan là đan dược quý báu gì đó. Nó quý báu chỗ nào, còn không phải cử phẩm. Là đan phương quý báu, đan phương, Diệp thiếu, hiệu quả chữa lành của huyết tham đan này rất tốt, là loại đứng đầu trong danh sách các loại đan dược. Cho dù là luyện chế hay là linh thảo thì cũng không khó. Duy chỉ có đan phương là thất truyền, bây giờ huyết tham đan dùng một viên thiếu một viên, vậy nên cực kỳ quý báu. Đan phương thất truyền của huyết tham đan, ta có thử đó, cái gì, ta nhìn không hiểu, chỉ có luyện thì mới biết. Nhưng mạnh đường vũ, ta tin vào đường thiếu, cầm ngược phương thuốc. Đại ca, đan phương này là thật sao? Đương nhiên là thật rồi, hơn nữa ta còn có thể giao nó cho thương hội các người. Tốt quá, cảm ơn đại ca, nhưng lợi nhuận bán thuốc sau này ta lấy một phần, hơn nữa còn phải tặng cho tông môn của ta. Không vấn đề, ta đồng ý thay cha ta, thật may mắn khi có một đệ tử thân truyền như ngươi. Sư tôn, đệ tử sẽ thay người làm cho tinh hồn tông lớn mạnh, thật là hao tâm tổn sức. Đúng rồi, chỗ hàng hóa kia bao nhiêu tiền? Ta muốn mua hết rồi vứt đi. Mạnh quan gia, ngươi và Tiểu Phi theo ta về tông môn một chuyến đi, vừa hay nhận biết đường luôn. Tất cả đều nghe Diệp thiếu. Diệp thiếu, mời, cuối cùng cũng không cần phải đi bộ nữa rồi, sau này phải học thuật ngữ kiếm mới được. Rốt cuộc tông môn của đại ca như thế nào đây? Một thành trấn nào đó, cuối cùng cũng có giường rồi. Dù có mạnh quan gia đến tinh hồn tông cũng phải 3 ngày, 3 ngày. Cùng lúc đó ở trong một căn phòng khác. Biết rồi, thiếu chủ, hội trưởng nói thế nào? Mạnh quan gia, phụ thân nói, ta chết chắc rồi. Tổng bộ thần hải thương hội, sớm biết thế này thì đã để Tiểu Phi ở nhà rồi. Hội trưởng thương hội thần hải, Hoàng Đại Hải, Mạnh Lão, phiền ông đi một chuyến đưa bọn họ trở về. Người điên rồi, thú hạ bỏ đi, hàng cũng không còn. Tất cả nghe theo tên Diệp thiếu nào đó. Điều ta lo lắng nhất bây giờ là sự an toàn của họ. Hội trưởng yên tâm, bọn họ sẽ không xảy ra chuyện. Lão già áo choàng xám, Mạnh Hải Phong, ta sẽ đi tìm bọn họ. Ngày hôm sau, sản phẩm của bại gia hôm nay là 1 vạn mảnh vỡ đầu chiến thánh thể.
Đấu chiến thánh thể một loại thể chất chiến đấu cực kỳ mạnh, thương tích càng nghiêm trọng thì sẽ có thể bộc phát ra năng lượng càng mạnh, càng đánh càng hăng. Đấu chiến bát hoang, thứ này mạnh tới vậy à? Hệ thống, không thể cho ta dùng một lần được sao? Tinh, cảnh báo điểm bại gia, xin ký chủ đừng làm chuyện ngu ngốc. Tinh, nhắc nhở ký chủ, dù đấu chiến thánh thể mạnh nhưng không hợp với ngài, không cần để ý đến loại thể chất rác rưởi này. Thể chất rác rưởi, nếu đã không thể tự sử dụng thì phải làm thế nào đây? Diệp ca mau qua đây, bữa sáng đã chuẩn bị xong rồi, cách phục vụ nhiệt tình này làm ta nhớ đến Lý Phi. Lý Phi, hắc hắc, có rồi. Tiểu Phi, ngươi nghĩ thế nào về những tu sĩ xông lên tiền tuyến trong chiến đấu? Hạ, rất tôn kính, dù ta có hơi quần áo lụa là, cũng không coi trọng tu đạo, năng lực của thiếu chủ rất kém. Không phải hắn không nỗ lực, mà thực ra là yếu đuối bẩm sinh. Hệ thống, những thứ năng lực linh căn, đấu chiến thánh thể, có yêu cầu gì không? Tinh, không có, chỉ cần không ngừng chiến đấu sinh tử, thực lực sẽ càng tăng. Trong chiến đấu sẽ lĩnh hội được võ kỹ siêu mạnh, đấu chiến thánh thể huyền diệu trí cực. Mẹ nó, một thể chất rác rưởi mà cũng viết giới thiệu đỉnh vậy. Tiểu Phi, vậy ngươi có đồng ý trở thành tu sĩ xung phong tiền tuyến không? Hạ, dữ liệu ổn định duy nhất tốc độ chạy trốn. Diệp ca, làm ra làm, chơi ra chơi, đừng lấy tính mạng ta ra làm trò đùa. Không phải là ta khoe, ta không chiến đấu được, nhưng ta chạy trốn giỏi. Thật vậy, thật, thật đó. Diệp ca nhìn ta, sao ta lại thấy hơi hoảng nhỉ? Để ta kể cho hai người nghe một câu chuyện. Trước đây có một soái ca, hắn có một vạn mảnh vỡ tử vong kiếm ý, nhưng hắn không muốn nên đã tìm một tên béo cực kỳ ghét kiếm tu bảo đối phương sử dụng kiếm ý tử vong đó. Đâu ra có người tự nhận mình là soái ca. Câu chuyện thứ hai, đấu chiến thánh thể là một loại thể chất chiến đấu cực kỳ mạnh, mà thể chất này vừa hay cũng ở trong tay của vị soái ca đó, nhưng hắn lại muốn đem đấu chiến thánh thể này tặng cho một người vừa không biết đánh lại vừa giỏi chạy trốn. Muốn nhắc đến tên ta thì cứ nói luôn là được. Diệp ca, chuyện của huynh thật là tuyệt vời, nhưng mà vừa rồi ta đùa thôi, ta kính phục những người kia còn không kịp. Sao ta có thể sợ chết mà chạy trốn được? Nếu không phải ta dị tật bẩm sinh thì ta hận không thể ngay lập tức đến cuộc chiến sinh tử thú vị kia. Mạnh quan gia, ngươi nói có phải không? Mạnh quan gia, quyền quyết định giao cho ngươi rồi, cơ hội chỉ có một. Nếu ngươi muốn Tiểu Phi có tiền đồ thì mau tròi hắn lại. Đa tạ Diệp thiếu tác thành. Mạnh quan gia, đừng, đừng mà. Nếu phụ thân ta biết được ta có loại thể chất mạnh mẽ này nhất định sẽ ép ta đi đánh. Không muốn, ta không muốn, mau bỏ ta ra đi, ta không muốn đâu. Đừng gây ồn nào. Bắt lại xong rồi sao? Diệp thiếu, tôi xong rồi, ta không muốn ra tiền tuyến đâu. Thiếu gia ngài bình tĩnh chút đi. Bác sĩ Diệp, triệu chứng của Tiểu Phi có bình thường không? Quá trình diễn ra rất suôn sẻ, chúng ta hãy quan sát trước đã. Có chuyện gì vậy? Sao bầu trời lại biến thành màu đỏ rồi? Chẳng lẽ có thảm họa sắp xảy ra sao? Thật là một thánh thể đáng sợ. Nếu thiếu gia không cố gắng thì không xứng đáng sở hữu thánh thể này. Tinh, chúc mừng ký chủ hoàn thành sản phẩm bại gia hôm nay, khen thưởng 1.000 điểm bại gia, khen thưởng cửu phẩm cửu giai âm dương mê tung trận kỳ nhân 3. Cửu phẩm cửu giai âm dương mê tung trận, phóng thích một điểm linh lực kích hoạt trận kỳ, lập tức bố trì xuống, đủ để vây khốn cường giả độ tiếp cảnh cửu trọng đỉnh phong. Thời gian duy trì 10 giờ, hàng dùng một lần. Ô, phần thưởng này không tệ nha, vừa hay đi tới tinh hồn tông còn cần 3 ngày, có cái trận này, mỗi lúc trời tối liền có thể ngủ thật tốt, hoàn toàn không cần lo lắng sẽ bị quấy rầy. Diệp ca đã xong rồi sao? Làm sao ta lại không có cảm giác gì vậy? Không đâu, chờ chúng ta đem Diệp thiếu gia đưa về tông môn, ta liền sẽ hướng hội trưởng xin tự mình chỉ đạo ngươi. Ta sẽ không nương tay, nếu ngươi chiến đấu không nghiêm túc, ngươi sẽ chết. Ta sẽ dạy cho ngài. Tiểu Phi, chúc ngươi may mắn nhé. Sắc trời đã tối rồi, chúng ta mau tìm một nơi để nghỉ ngơi đi. Phiền Mạnh quan gia rồi, rốt cuộc Mạnh quan gia đã nói gì với Tiểu Phi? Sao mà tự kỷ cả ngày trời vậy? Đêm nay nghỉ ngơi ở đây đi. Quả là Mạnh quan gia hay chạy đi loanh quanh. Kinh nghiệm ngủ ngoài trời thật là phong phú, đâu có đâu có. Mạnh quan gia, từ bây giờ trở đi, xin hãy chỉ dạy cho ta. Cuối cùng ngài cũng nghĩ thông suốt rồi, chuyện gì đây, lúc trước không phải là chống đối mãnh liệt à, sao mới có một ngày mà đã thay đổi rồi. Bỏ đi, nếu Hoàng Tiểu Phi đã bằng lòng thì nhất định là có lý do riêng nhỉ, xem cái cờ này có công dụng gì đã. Các người tự đánh nhau, 100 viên huyết tham đan ta để đây, có cờ đội ở đây sẽ không có ai làm phiền các ngươi đâu. Biết rồi, Diệp thiếu, Mạnh quan gia, ngươi phân tâm rồi, không tốt. Thiếu chủ, ngài tưởng ta không có đao thì sẽ không chiến đấu được sao? Đó là tiếng của thiếu chủ, thì ra đều ở đây. Mạnh quan gia, ngươi coi thường ta quá rồi đó, chỉ một chút sức lực này mà cũng muốn kẹp lấy ta. Ngài vẫn non nớt quá, đáng ghét. Ôi trời ơi, đừng đánh nữa, hai tên tiểu tử thối này của đúng như hội trường nói, điên hết cả rồi, ta cần phải ngăn bọn chúng lại. Mạnh quang gia, ta sẽ không nhường đâu, đến đi thiếu chủ, vứt bỏ tất cả công qua đây đi, đến đây. Mẹ nó, sao lại có trận pháp trận kỳ ở đây vậy, đáng chết, ta không hiểu gì về trận pháp, còn là trận kỳ cao cấp.
Hả, tên này chắc chính là Diệp Thiếu mà hội trưởng đã nói nhỉ, có thể sử dụng được trận kỳ phẩm cấp cực cao, quả là không đơn giản. Bọn họ đánh xong rồi à? Đấu tay đôi thì cứ đấu tay đôi, sao lại cầm đao rồi? Mau dừng tay lại cho ta, có phải các người điền hết rồi không? Đáng chết, tấm chắn này cứng quá, 5 phút sau, kết thúc rồi, cuối cùng cũng kết thúc rồi, không đúng, bọn họ muốn làm gì? Tiểu Phi đây thực sự là Tiểu Phi mà ta biết từ bé đến lớn sao, còn cả cái kia huyết tham đan. Lại qua thêm 5 phút nữa, mạnh quan ra, đấu tiếp, ta đã cảm thấy được một chút đấu chiến thánh thể rồi, tiếp tục, điên rồi, các ngươi mẹ nó điên thật rồi, chị thương thì cũng đừng dùng đan dược quý báu như vậy chứ, đúng là bại gia mà, tôi đến rồi, sao vẫn còn đánh thế, không phải đánh cả đêm đó chứ, kia là... May mà đêm qua ta có sử dụng trận kỳ, không thì hai người họ gặp họa rồi, lá cờ đầu tiên này sắp mất hiệu lực rồi, dùng lá cờ thứ hai vây hãm họ lại 10 giờ đồng hồ, nếu đuổi kịp, ông đây sẽ thưởng cho ngươi một lá cờ. Hắn nhìn thấy ta rồi, quả nhiên hắn là người kiểm soát, chẳng trách thiếu chủ không nhìn thấy ta, như vậy cũng tốt, để ta xem ngươi có bản lĩnh gì. Được rồi, đừng đánh nữa, chúng ta mau chóng lên đường thôi, được. Ngu ngốc. Tức chết ta rồi, thật là nguy hiểm quá, hai tên ngốc đó sợ là không biết hôm qua mình đã chặn kẻ địch thay bọn họ đâu nhỉ. Quả nhiên thế lực thương hội gì đó rất dễ bị người ta ghét. Sản phẩm bại gia hôm nay, Cửu Vân huyết tham đan nhân 10.000, sao lại là huyết tham đan, lại còn là 10.000 viên. Ai mà ăn hết được? Từ từ, tại sao nhất định phải ăn hết? Ta có thể ném đi được mà. Hệ thống, huyết tham đan cửu vân bát phẩm, là đan dược thất truyền. Vậy thì mình sẽ ném nó đi làm phí phạm của trời. Không cần biết là bị yêu thú ăn hay bị người ta nhặt được. Vậy cũng tính là bại gia nhỉ. Tinh, phù hợp với hành vi bại gia. Hình như mọi người vẫn chưa ăn sáng nhỉ. Diệp ca, chuyện này trách chúng ta rồi. Trước đây không nghĩ đến chuyện có thể dã ngoại ngoài trời. Xin lỗi làm gì? Ta muốn nhắc nhở hai người chút thôi. Hai người không có đồ ăn sáng, nhưng ta có. Xuất ăn huyết tham đan siêu cấp vô địch miễn phí. Còn ngây ra đó làm gì? Mau ăn đi. Không ăn có phải là không cho ta thể diện đúng không? Ăn nhiều thứ này tới mức buồn nôn. Thôi kệ, không nên phụ ý tốt của Diệp ca. Một giờ sau, Diệp thiếu, chúng ta thực sự không ăn nổi nữa rồi. Ăn no rồi thì vận động một chút. Ta đây vẫn còn hơn 9.000 viên. Mạnh quan ra, người tiếp tục đi đường. Tiểu Phi, người giúp ta ném bớt chỗ huyết tham đan này đi. Diệp ca, như vậy không tốt đâu, nếu bị người khác nhặt được có thể sẽ ảnh hưởng đến việc buôn bán độc quyền huyết tham đan của thương hội. Hơn nữa những thứ này là cửu văn đó. Tiểu Phi, ngươi là thiếu chủ của thương hội, mà lại không có đầu óc kinh doanh nhà. Mặc dù những thứ này là cửu văn, nhưng trung quy thì cũng chỉ có 9.000 viên. Dùng một viên bớt một viên, đại lục huyền thiên bao nhiêu người, chút đan này không đủ được. Đừng nói ta coi thường thương hội của các ngươi, cho các ngươi phương pháp luyện. Đan sư của thương hội các ngươi có thể luyện ra huyết tham đan cửu văn không? Cho dù có thể luyện chế được, cũng có mấy người mua được, không phải vẫn bán hết tham đàn ngũ, lục, thất văn sao? Hình như ta hiểu rồi, số lượng ít, chất lượng cao, khó tái hiện. Mà chúng ta ném huyết tham đàn đi càng nhiều, huyết tham đàn sẽ càng ít, độ quảng bá sẽ càng cao. Huyết tham đàn càng ít, sau khi biết sẽ có càng nhiều người muốn. Mà càng nhiều người muốn, huyết tham đàn luyện ra càng nhiều. Sự thật là bỏ đói mấy trò chơi tiết thị rồi, được gọi là huyết tham đàn càng ít. Huyết tham đàn càng nhiều, thương hội càng kiếm được tiền. Diệp ca, ngươi nói đúng quá, Tiểu Phi phục rồi. Buổi tối hôm sau nơi hoàng dã, các người tiếp tục đánh đi, được, lần này ngoài điểm bại gia ra, lại không có ban thưởng quá mức. Đến đây, đến đi, hai người các người đúng là khiến cho ông đây phải lo lắng. Tối nay ta sẽ thức canh cho các người một đêm. Tinh, ký chủ có thể yên tâm mà đi ngủ, nếu có nguy hiểm gì, đội hộ vệ sẽ đến bảo vệ ngài, có cơ hội đi hóng gió rồi. Hệ thống, ta cũng không phải phế vật, cần gì tới hộ vệ lâu quá ta sẽ thấy bản thân mình như một kẻ vô dụng. Còn nữa, ta đã có thể tự dựa vào cái lọ đó để đạt được điểm bại gia vô hạn từ lâu rồi. Nhưng ta không làm, là vì không muốn trở thành một cô máy bại gia vô dụng. Kiếp trước ta tăng ca quanh năm, không dễ gì mới tự thưởng cho mình một ngày nghỉ chơi game suốt đêm. Kết quả ngủ một giấc thì tới đại lục huyền thiên, quẹt điểm bại gia và nhận lương giống nhau. Ở thế giới này, ta muốn vừa được tận hưởng thế giới, vừa được quét điểm bại gia. Huyết linh ngọc, ngọc bội có thể cảm nhận được vị trí của người khác. Cuối cùng cũng tìm ra, may mà ta có huyết linh ngọc nên mới có thể biết được vị trí của bọn chúng. Hạ, đây, đây là huyết tham đan cửu văn. Viên thứ nhất, bại gia, thật là bại gia quá, những thứ này đều là báu vật vô giá đó. Viên thứ 500, vứt đi hơn 2.000 viên, tên bại gia kia đúng là đáng chết. Viên thứ 2.000, tiêu diệt rồi, huyết tham đan đối với vạn vật mà nói cũng là như vậy nhỉ, không còn luyến tiếc, không muốn nhặt nữa rồi. Sáng ngày hôm sau, có chuyện gì thế, mình ngủ quên à, trời sáng rồi hả, đừng dãy dụa mạnh quang ra, sơ ý rồi, may mà lão gia kia không đến. Bằng không hắn sẽ làm ảnh hưởng đến hai người Tiểu Phi tu luyện mất. Thiếu gia, ngài mềm quá, cuối cùng cũng đến rồi, thiếu gia. Đi đi. Lão gia khốn khiếp nhà ngươi, có gan thì tiếp tục đuổi theo chúng ta đi.
Thằng nhãi này, cho dù ngươi có chạy tới nơi nào, lão phu nhất định cũng sẽ tìm ra ngươi. Diệp ca, ngươi xem, chiến đấu hai đêm, ta đã dung hợp được 1% đấu chiến thánh thể rồi. Đợi đến khi dung hợp hoàn toàn thì ta có thể phát huy uy lực thật sự rồi. Không hổ là đấu chiến thánh thể, vậy chúng ta tiếp tục lên đường nhé. Tối nay không cần nghỉ ngơi nữa, nếu không có sự cố gì xảy ra, ngày mai sẽ có thể đến được Tinh Hồn Tông. Không phải Diệp ca rất xem trọng chất lượng giấc ngủ sao? Diệp thiếu đã quyết định rồi, đương nhiên là có lý do của hắn. 10 phút sau. Sản phẩm bại gia hôm nay, công pháp thiên cấp thượng phẩm, Phục Ma Bảo Lục. Ô, đây là lần đầu tiên nhìn thấy công pháp thiên cấp thượng phẩm, chắc là công pháp đỉnh cấp của Đại Lục Huyền Thiên nhỉ? Cái này phải bại gia như nào? Ném đi luôn, không mới mẻ, xé rách nó, không sáng tạo. Có rồi, Tiểu Phi, đã mấy ngày rồi ngươi không đi đại tiện nhỉ? Hạ, Diệp thiếu, thân là tu sĩ, tạp chất sinh ra do ăn uống có thể dùng linh lực để lọc sạch, không cần phải đi đại tiện giống như người bình thường. Đúng đó Diệp ca, mặc dù thực lực của ta bình thường, nhưng chút năng lực đó thì vẫn có. Đây là loại thiết lập nhân vật 2D gì vậy? Không, ngươi không có năng lực đó. Diệp ca biến thái vậy sao? Làm sao đây? Ta có nên từ chối không? Không được, Diệp ca đối xử với ta tốt như vậy. Một chút tủi thân này thôi mà, ta cũng không chịu đựng được ư. Sau khi đấu tranh nội tâm mãnh liệt, Diệp ca, ta đau bụng. Hê hê, quả nhiên, chắc chắn là có âm mưu. Đi đi, nhớ dùng cái này để lau. Cái này là nơi hoàng dã. Đã bao nhiêu năm rồi ta không đi vệ sinh giống người phàm. Cuốn sách này huyền diệu quá, dù ta không hiểu. Không đúng, đây là khí tức này là đốn ngộ chi cảnh. Tên ngốc nhà ta vậy mà lại bước vào cơ duyên đốn ngộ chi cảnh trong truyền thuyết. Diệp thiếu, ngươi, thư tịch mà ngươi vừa mới đưa cho thiếu chủ là gì? Thiếu chủ cực kỳ ngu dốt, lại bước vào cơ duyên đốn ngộ chi cảnh trong truyền thuyết. Diệp thiếu, ngươi, thư tịch ngươi đưa cho thiếu chủ rốt cuộc là gì? Chỉ là công pháp thiên cấp thượng phẩm mà thôi, muốn đưa cho tiểu phi dùng. Diệp thiếu, đại ân không thể biểu đạt thành lời, ân tình này chúng tôi sẽ khắc cốt ghi tâm. Mạnh quan gia, ta không hiểu ngươi đang nói gì. Điểm bại gia. Cảm ơn Diệp ca, ta đã đi vệ sinh xong rồi. Tinh, hôm nay phung phí sản phẩm bại gia thất bại, trừ 5 vạn điểm bại gia. Vốn dĩ còn thừa hơn 6 vạn điểm, bây giờ bị trừ 5 vạn, mấy ngày này ta mất trắng rồi. Tại sao Diệp ca lại tức giận như vậy? Là do ta làm sai ở đâu sao? Chẳng lẽ, ta là đồ ngốc, ta là đồ ngốc, ta là đồ ngốc. Diệp ca, ta sai rồi, ngươi sai ở đâu? Ngươi đã nói, sử dụng đấu chiến thánh thể không cần bất cứ công pháp và võ kỹ nào, chỉ cần lĩnh hội thông qua chiến đấu. Quyết tâm của ta không đủ, lại say đắm vào công pháp quên mất bản chất của mình. Ta còn chưa hoàn toàn lĩnh hội hết. Diệp ca, ngươi thử thách ta lại đem lại cho ngươi sự thất vọng. Thì ra là vậy, buồn cười, làm ta vẫn còn cảm giác bất mãn với Diệp thiếu. Cho rằng ngươi đã phá hỏng cơ duyên của thiếu chủ. Ta thật điểm cận, Diệp thiếu, xin hãy trách phạt ta đi. Diệp thiếu, xin hãy trách phạt ta đi. Cái quỷ gì đây? Thử thách gì? Ta chỉ là một bại gia mà thôi. Liên quan quái gì đến mạnh quan gia muốn tự mình diễn kịch sao? Nói đến việc tự mình cảm thấy kịch tính. Sư tôn, ta đã xâm nhập vào bên trong kẻ thù. Ta thăm dò ngươi, ngươi thăm dò ta. Quy luật nhân của thần ngẫu nhiên. Ngươi thăm dò ta thăm dò ngươi. Huyện cơ bí thật thật rác rưởi. Làm sao ta có được đức tính như đệ tử thứ hai của ta đây? Thiếu chủ, hình như Diệp thiếu tức giận thật rồi. Ta cũng vừa nhận ra. Xem ra lần này ta đã làm cho Diệp ca quá thất vọng rồi. Ai cũng đều diễn sâu nhỉ. Thích diễn thì cứ diễn đi. Ông đây không chơi. Đi, mau đi thôi. Ta không tức giận. Mau lên đường thôi. Diệp ca, sau này ta sẽ không bao giờ làm người thất vọng nữa. Một ngày nào đó ta sẽ trở thành một thanh kiếm sắc bén và quét sạch mọi kẻ thù. Cốt nhanh, ta chỉ muốn phá của. Đừng có đến làm phiền những ngày tháng thanh tịch của ta. Diệp ca, cho dù ngươi có cần hay không, ta cũng sẽ liều mạng tu luyện. Đừng có làm nhảm nữa. Cuối cùng cũng có thể ra ngoài rồi. Ta sẽ giết ngươi. Ta chắc chắn sẽ giết ngươi. Áp lực thật lớn. Chúng ta sắp đến rồi. Tinh Hồn Tông nhất định có rất nhiều cường giả. Sáng sớm hôm sau, cường giả mà chúng ta đang nói đến đâu? Ta cũng không biết. Thanh kiếm chỉ cách cổ họng 0,00001mm. Sư tôn, ta trở về rồi. Ngươi còn biết về sao? Hệ thống, cứu ta. Ta đang gặp nguy hiểm. Vết sức cực kỳ nghiêm trọng, nếu không nhìn rõ, xin vui lòng dùng kính lúc để quan sát. Ký chủ bình tĩnh, tìm cách tấn công cô ta, lần này hộ vệ bại gia sẽ không can thiệp. Thánh nữ ơi, xin hãy tỏ lòng thương xót. Sao bọn họ cũng ở đây vậy? Diệp Phong, ngươi, đúng thật là một đệ tử giỏi. Đi ra ngoài một chuyến không chỉ đem bản tông ngũ đại đệ tử hạch tâm cho gạt về, càng là còn mang về một hộ tông yêu thú, thậm chí còn thuận tiện mang về một tên trưởng lão. Đợi đã, họ là ai? Đừng nói là bọn họ cũng gia nhập vào tông môn nhé. Không, không. May mà là không, vì có người ngoài ở đây nên ngươi tạm thời giữ được mạng của mình. Thiên Tuyết đã nguôi giận, cơ hội đã đến. Diệp Phong à, ngươi có bị thương không? Hãy dùng thuốc chữa bệnh của ta này. Ngươi vừa mới ra ngoài không được khỏe, nên vào phòng nghỉ ngơi trước. Phải dùng thuốc trước. Không, đi vào phòng trước. Đây. Đường đường là ông chủ hậu đài của hội đấu giá Thiên Vũ mà tại sao lại có mặt trong tông môn nhỏ bé này? Cái đó thì làm sao mà ta biết được?
để ta giới thiệu một chút. Hai vị này là người của Thương hội Thần Hải, thiếu chủ Hoàng Tiểu Phi, đại quan gia Mạnh Đường Vũ. Lần này bọn họ trở về cùng với đệ tử, chủ yếu là vì muốn đến đây để thương lượng chuyện làm ăn với sư tôn. Hả, hai vị, Tinh Hồn Tông ta vẫn còn chưa thành lập được một tháng. Như hai vị thấy, không nhiều đệ tử, tông môn không đủ tài lực, khó mà cho đệ tử mua tài nguyên tu luyện. Ta thấy chuyện hợp tác này nên bỏ đi, không đủ tài lực. Nhận thức của chúng ta bần cùng lắm rồi, Lạc tông chủ, ta nghĩ ngài hiểu lầm rồi. Lần này chúng ta đến đây không phải vì mục đích đó. Đan Phương Huyết Tham Đan. Mấy phút sau, Đan Phương Huyết Tham Đan bát phẩm thất truyền đã lâu, bày bán độc quyền, nếu bổn tông cũng có thể tham gia, lợi nhuận trong chuyện này. Không đúng, chuyện đó thì có liên quan gì đến ta? Ta lập tông môn không phải là vì tiền. Sư tôn, ta là đại đệ tử thân truyền của người, đại sư huynh của tông môn. Khi đó ta thấy Vô Phong sư đệ vì không có tiền mà ngồi sụp xuống ghế khóc lóc. Cảnh tượng đó ta vĩnh viễn không thể quên. Vào lúc đó ta đã nghĩ, nếu ta có thể tìm được một thương hội để hợp tác, ta nhất định sẽ làm. Bây giờ thương hội đang ở trước mắt, ta phải suy xét xem đây có phải là cơ hội trời cho không. Gây dựng vinh quang của Tinh Hồn Tông, ta không thể thoái thác. Ta biết ngày hai người này đến không phải chuyện gì tốt. Ta biết cứ hễ là chuyện gì có dính dáng đến tên nghịch đồ Diệp Phong này thì đều không phải là chuyện tốt. Đều làm xáo trộn kế hoạch tu luyện của ta. Ta phải mất bao nhiêu lâu mới có thể độ kiếp phi tăng thượng giới đi báo thù đây. Tinh, nhắc nhở ký chủ, lão già mặc áo choàng xám sẽ đến Tinh Hồn Tông trong 3 phút nữa. Chưa đi một lần công năng thăm dò thiên cơ của ngày hôm nay. May mà đã dặn trước, công năng thiên cơ, của nhiên là hắn tới rồi. Tiểu Huyết, có một lão già mặc áo xám sắp đến Tinh Hồn Tông rồi. Ngươi đi ngăn chặn đi đừng có giết, đánh hắn thật dã man cho ta. Đánh tới mức mất hết tính người. Tiểu Huyết tuân lệnh. Cái quái gì vậy? Đang cố tỏ ra mình ngầu sao? Với sư tỷ của ta, khu rừng phía đông nam Tinh Hồn Tông. Sắp rồi, cuối cùng các ngươi cũng dừng lại. Lão Phu không tin ngươi còn có trận kỳ cấp cao phẩm nào khác. Không giết ngươi, Lão Phu không phải là Mạnh Hải Phong. 3 ngày, ha ha, vậy mà hãm ta 3 ngày trời. Ai thế? Có sát khí, ta không muốn giết ngươi, xin tránh đi. Độ kiếp cảnh tứ trùng nhỏ bé, ai cho ngươi dũng khí dám đến truy sát chủ nhân ta? Chủ nhân, rốt cuộc ngươi là yêu thú gì? Ta đã chịu đựng 2 lần thiên đạo lôi kiếp, nếu không chỉnh đốn được ngươi, chủ nhân ta sẽ tức giận. Nhưng ngươi yên tâm, chủ nhân tạm thời không muốn giết ngươi. Đợi ta dạy dỗ ngươi xong sẽ đưa ngươi đến gặp chủ nhân. Sống hay chết tới lúc đó chủ nhân của ta sẽ định đoạt. Ta đã mấy ngày không đánh ai rồi, trong lòng có chút ngứa ngáy, làm phiền đại thúc chiếu cố người ta. Hy sinh một chút, không phải đại thúc không muốn chiếu cố, nhưng cơ thể của đại thúc không cho phép. Chủ nhân nói rồi, ta có thể đánh ngươi bầm dập tới nỗi mẹ ngươi cũng không nhận ra. Phòng khách của Tinh Hồn Tông. Phụ thân, cha nói cái gì thế? Chúng con chưa gặp Mạnh lão. Cái gì? Mạnh lão đã đuổi theo chúng con 3 ngày. Khoan đã, cha nói Mạnh lão vừa phát ra tín hiệu cầu cứu. Bây giờ ông ấy sắp bị đánh chết rồi. Đại điện Tinh Hồn Tông, lần hợp tác này Mạnh quang gia cứ yên tâm. Diệp ca, 2 ngày này ngươi có gặp ai mặc áo choàng xám không? Hả, ngươi phát hiện rồi. Sau này các ngươi phải học kỹ năng che giấu hành tung. Nếu không có ta, các ngươi đã bị hắn giết chết từ lâu rồi. Hắn truy sát các ngươi 3 ngày, không cần cảm ơn ta. Diệp ca, hiểu lầm rồi, mau phái người đi gọi người kia quay lại đi. Người đàn ông đó là phụ thân của Mạnh Quang Gia, hắn không phải là kẻ thù. Hả? Cứu, cứu mạng. Chủ nhân, ta đưa hắn về rồi, lần này ta làm tốt đúng không? Phụ thân, cha không sao chứ? Bông hoa, cây cối, bầu trời, mọn gió, đám mây, mặt trời, vợ ta. Phụ thân, cha đang nói mê sảng cái gì thế? Hự, không. Không ngờ nhanh như vậy mà ta đã phải người đầu đen tiễn kẻ đầu bạc, phụ thân. Hình như ta đã làm sai cái gì rồi. Vài giờ sau, phòng khách, Mạnh lão, sự tình là như vậy. Chẳng ngờ hắn lại vì bảo vệ thiếu chủ các ngài. Mạnh lão, rất xin lỗi. Khi đó ta tỉnh rồi, thấy ông đang nhìn chằm chằm Tiểu Phi và Mạnh Đường Vũ rất tức giận. Miệng còn lẩm bẩm gì đó. Của thật như vậy là do lỗi của ta. Mạnh lão, bao năm chưa gặp, dạo này vẫn khỏe chứ. Ông chủ hạ, ông vậy mà lại ở đây. Ông chủ hạ gì chứ? Bây giờ tôi đã không còn quản chuyện đấu giá nữa rồi. Giờ tôi chỉ là một trưởng lão của Tinh Hồn Tông mà thôi. Mệt cả đời rồi phải tìm một nơi dưỡng già. Cái gì? Nếu thương hội của các ông muốn hợp tác với chúng ta, vậy tôi là người trung gian rồi nhỉ? Vị này là tông chủ của Tinh Hồn Tông, Lạc Thiên Tuyết, cũng là hòn ngọc quý trên tay của tông chủ Tinh Cực Tông Lạc Vô Danh. 5 người này là 5 đệ tử cốt lõi của Tinh Cực Tông. Bọn họ đại diện cho cái gì? Bọn họ đại diện cho cái gì? Chắc ông cũng biết rồi nhỉ? Chờ Mạnh lão, Bạch Thiên Hồng, trưởng lão Tinh Cực Tông, La Khải, bằng hữu của tông chủ Tinh Cực Tông, trưởng lão Tinh Hồn Tông, Tiểu Huyết, yêu thú hộ tông của tông môn, chiến sủng của Diệp Phong, khiến ngài bị thương nặng tới vậy, thật sự rất xin lỗi. Mấy vị này đều là hạng nặng, ngưỡng mộ đã lâu, thất lễ rồi. Lúc này mọi người trong phòng khách đang trò chuyện với nhau, nhưng dường như họ đã quên mất còn có một thành viên quan trọng khác của Tinh Hồn Tông. Ta là đệ tử thứ 2 gia nhập tông môn đó, không có ai giới thiệu ta sao? Không ngờ một tông môn không có gì nổi bật lại đáng sợ như vậy. Thế lực phía sau không chỉ đơn giản là Tinh Cực Tông. Nhiều đại lão quá, không dám lên tiếng.
Khi thế này là, cái gì? Bên trong Tịnh Hồn Tông còn có một vị kiếm tu có tư chất lỗi lạc. Mạnh quan gia, người này là toàn năng hay là vị sư huynh đệ của Diệp Phong? Chuyện đó không chắc chắn. Chó, chó con, tại sao tất cả những điều tốt đẹp đều dành riêng cho con chó này? Nếu mình không phải người thì tốt rồi. Chó con, xem ta đem gì về cho mi này. Kiếm tâm chi cảnh, kiếm phôi hóa hình, ta biết mà, ta biết bất cứ đồ gì trong tay Diệp ca đều không phải đồ vật bình thường. Ngay cả loại thể chất nghịch thiên đầu chiến thánh thể cũng ném cho ta. Không tức giận, ta không tức giận, kia vốn là đồ của hắn. Bại thì bại đi, chỉ là, nếu đại tổ lão nhìn thấy, có thể sẽ tức tới phát điên. Vốn tưởng tên tiểu tử thối này đem xác của đại yêu chia ra ăn đã là cực hạn rồi. Không ngờ trong tay hắn vẫn còn có thứ bảo vật như vậy. Chớ hoảng hốt, đây chỉ là những thao tác cơ bản của tiểu sư đệ thôi. Ngồi xuống, Lạc tông chủ, sắc trời cũng tối rồi. Tôi cũng nên đưa thiếu chủ bọn họ về thôi. Hừ, không ở lại Tinh Hồn Tông chúng ta nghỉ ngơi một đêm sao? Không được, hội trưởng đã ra lệnh, sau này chúng ta sẽ đến thăm sau. Dưới chân núi, nói đi, hai người tự thay mặt thương hội giao dịch gì với Tinh Hồn Tông? Phụ thân, thì ra cha đều nhìn ra cả rồi. Dù cổ thực hắn có rất nhiều huyết tham đan cửu văn, nhưng ta không tin đan phương này. Hơn nữa các người tín nhiệm hắn không chỉ đơn giản là vì đan phương đâu nhỉ. Lên đi! Ta vẫn luôn tín nhiệm Diệp ca là vì cái này. Đây là... Đến cả thể chất nghịch thiên Diệp ca cũng có. Đan phương bé nhỏ có là gì? Đúng vậy, thiếu chủ chỉ dung hợp một phần năng lực cũng có thay đổi lớn. Công pháp thiên cấp thượng phẩm cũng là vừa nhìn đã có thể lĩnh hội được. Công pháp thiên cấp cực phẩm, ở đâu? Rất tiện lợi, giải quyết vấn đề giấy vệ sinh. Cái gì, xa xỉ vậy sao? Mau đi, nếu đan phương là thật, ta phải đến đó cùng hội trưởng một chuyến. Một phần lợi nhuận là không đủ, đối phương cho chúng ta thể diện, nhưng chúng ta không thể giả vờ ngốc được. Tối thiểu cũng phải cho đối phương 2-3 phần lợi nhuận mới được. Tinh Hồn Tông, thư phòng của Lạc Thiên Tuyết. Sư tôn, con có chuyện gì sao? Đại đệ tử thân truyền của ta vẫn thật xem thường ngươi. Rời tông môn mấy ngày, bây giờ có bao nhiêu thân phận? Đệ tử nòng cốt, trưởng lão vinh dự, sáng lập tông hộ thu nhận cốc chủ của Vạn Hoa Cốc làm đệ tử. Ngươi nói xem, ngươi muốn ta gọi ngươi là gì? Đồ đệ, trưởng lão, hay là sư tôn? Sư tôn, đệ tử đảm bảo với người, ta sinh ra là người của người, chết đi cũng là người của người, ta vĩnh viễn là người của sư tôn. Bầu không khí giúp đỡ tới đây, mở mang một chút cái gì gọi là sự giúp đỡ sắt đá. Sư tôn tuy lạnh lùng, nhưng chẳng qua là cái miệng sắc bén, trái tim mềm yếu. Chỉ cần ta giúp đỡ sư tôn phát triển tông môn, sẽ có một ngày ta có thể làm sư tôn cảm động. Mặc dù quá trình có hơi phiền lòng, nhưng dẫu sao thì Diệp Phong cũng là đại đệ tử thân truyền duy nhất của ta. Sư tôn, cốc chủ Vạn Hoa Cốc kia là vì thua nên mời bái ta làm sư. Tông môn đó của ta chỉ là để cho vui thôi. Ta không muốn làm trưởng lão vinh dự, không chịu nổi sự sắp xếp của năm vị đại tổ lão. Được rồi, đừng quỳ nữa. Lúc trước đại tổ lão có liên hệ với ta, bảo ta nhắc nhở đừng lãng phí tinh linh trong tay ngươi. Tương lai có thể hữu dụng, ngươi có biết trong chiến trường thiên đạo còn có một nơi thần bí không? Sư tôn, chẳng lẽ người nói thiên đạo thành? Ta đã đến đó rồi, đáng tiếc thiên đạo lệnh đó chỉ có ta ở lại nửa ngày. Ta không biết đã lãng phí thời gian. Vốn muốn khơi gợi sự tò mò của hắn, nhưng hắn đã đến đó rồi, còn ta thì chưa bao giờ đến đó. Sư tôn, thiên đạo thành đó vui lắm, ta nói người nghe. Sư tôn, yên tâm, đợi đệ tử đến chiến trường thiên đạo lần nữa nhất định sẽ thay sư tôn tìm vài thiên đạo lệnh. Tới lúc đó đệ tử sẽ đưa sư tôn đến thiên đạo trường hưởng lạc. Đại lão đội kiếp cảnh chỉ đó đều phải đứng thành hàng hầu hạ trà nước cho sư tôn. Chắc Diệp Phong đều là thành tâm, cảm thấy có một đệ tử vì ta như thế này cũng khá là vừa lòng. Thay đổi rồi, ánh mắt sư tôn nhìn ta thay đổi rồi. Khụ, được rồi, ngươi ra ngoài đi, có chuyện gì liên quan đến thiên đạo thành ta sẽ lập tức báo cho đại tổ lão biết. Vâng. Không dễ gì mới có thể bồi đắp tình cảm với sư tôn, không thể vội vàng được, ta đã đợi bao lâu, Diệp Phong, lại gặp nhau rồi. Lan Khải trưởng lão, Lai trưởng lão, lâu rồi không gặp có chuyện gì sao? He he, ta nghe Bạch trưởng lão nói, gần đây đau lưng, Hạ lão gần đây cũng đang ho, ta vốn là một thể tu, sau này có cần ta giúp đỡ thì tìm ta là được. Bạch lão và Hạ lão tuổi đã cao, đừng làm phiền đến bọn họ, nhỡ bọn họ mệt quá thì không tốt rồi. Lan Khải, lão phu biết ngay lần này người đến không có gì hay ho mà, thấy tiểu tử ngươi lấm la lấm lét, vừa nhìn đã biết là không phải người tốt. Các người hóng được bao lâu rồi? Ngươi nói ta đau lưng sao? Khi lão tử một tay cầm quyền thương hội, ngươi còn là đứa nhóc đang uống trà sữa đấy. Lần đầu bịa chuyện, ba vị trưởng lão, hôm nay không có sức làm việc, để xem tình hình, hay là như này đi, nếu có sức làm việc ta nhất định sẽ làm phiền tới ba vị thế nào. Được, vậy thì nghe theo Diệp Phong, chúng ta đi đây. Các ông muốn đưa tôi đi đâu? Ngươi cứ nghỉ ngơi thật tốt đi, Diệp Phong cứu ta. Một thời gian sau, Tinh Hồn Tông, phòng của Diệp Phong, cuối cùng cũng về rồi. Tiểu sư đệ, sư huynh sư đệ, mọi người cũng ở trong viện nhỏ này sao? Tiểu sư đệ, mừng trở về. Tiểu sư đệ, không ngờ đệ đi ra ngoài có mấy ngày, sức mạnh lại đạt tới trúc cơ kỳ cửu trọng đỉnh phong rồi. Xem ra ở chiến trường thiên đạo đã có được cơ duyên lớn lắm nhỉ. Từ sư huynh, huynh đẩy ta ra khỏi ổng kính rồi.
Cảm giác dường như không có sự tồn tại của ta, nếu cứ như này sư huynh sẽ quên ta mất. Đại sư huynh, lúc huynh đột phá mất bao lâu? Có phải là từ khí động cảnh vụt một phát lên trúc cơ cảnh cửu trọng đỉnh phong không? Vô Phong sư đệ, có phải đệ luyện đan nhiều tới nỗi ngốc luôn rồi không? Cho dù Diệp Phong tiểu sư đệ có mạnh thì cũng không thể nào một lần trải qua hai đại cảnh giới được. Đừng nói là đại cảnh giới, dù là có thể trực tiếp đột phá hai tiểu cảnh giới thôi cũng đã khó rồi. Hơn nữa vượt qua rồi còn phải gia cố cảnh giới nữa. Trúc cơ cảnh cần phải tạo ra linh liên. Nếu tòa sen không ổn định thì tu vi cũng sẽ không ổn định. Để vẫn chưa trúc cơ không biết cũng không sao. Vẫn là Vô Phong sư đệ hiểu ta. Ta không biết lúc ta đột phá cảnh tượng chói lọi vang động hiếm có như vậy mà không có ai chứng kiến. Nếu hai người qua đường đó không chết thì tốt rồi. Quả nhiên ta mới là người hiểu dược sư huynh. Diệp Phong sư đệ, đệ có ý gì? Lẽ nào những gì lời lãnh Vô Phong nói đều là thật? Tiểu sư đệ, huynh bảo vậy sao? Vậy là đã hết chapter 100 của bộ truyện. Hãy theo dõi kênh để biết được những tập tiếp theo của bộ truyện. Nếu thấy hay, cho mình một like một đăng ký để nhận được những video mới nhất từ mình nha. Cảm ơn các bạn rất nhiều.